Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 32. Thế nhưng, cuộc giao tranh ác liệt như trong dự liệu của mọi người đã không xuất hiện, cờ trắng bắt đầu đi theo con đường đi từ nông thôn để bao vây thành thị, phong cách đánh cờ trở nên mềm dẻo và có hơi hướng lấy nhu thắng cương. Đổi người rồi à, Triệu Hồng Nê cười khẩy và đánh ra bốn chữ ở trong khung chat. Tôi là người luyện thái cực, Ngọc Tiểu Long trả lời bằng sáu chữ. Lúc này Tề Đẳng Nhàn cũng âm thầm gật đầu, Ngọc Tiểu Long không hổ là người luyện thái cực quyền, cô ấy đã hòa trộn lý thuyết võ thuật vào trong lý thuyết đánh cờ, cách đánh lấy nhu thắng cương, thong dong điềm tĩnh rõ ràng dễ thấy. Lần này Triệu Hồng Nê đã rơi vào thế bị động, mỗi một lần xung phong liều chết đều có thể bị Ngọc Tiểu Long hóa giải trong vô hình, điều này khiến cho cô ta dần dần duỗi thẳng chân, máy tính cũng đặt lên mặt bàn và trở nên nghiêm túc hơn nữa. Tất cả mọi người đều cảm thấy tốc độ chuyển đổi phong cách đánh cờ của cờ trắng thực sự quá nhanh, lần trước vẫn là cứng rắn xông lên mà lần này đã trở thành trong nhu có cương. Triệu Hồng Nê rõ ràng là không thích ứng được với tiết tấu như thế này. Khi tính điểm lúc ván cờ kết thúc, cờ đen bị thua mất nửa quân. Trong phòng đấu ngay lập tức nổ tung, không ngờ rằng Triệu Hồng Nê lại bị một kỳ thủ nghiệp sư không biết tên tuổi đánh bại, quả thực là vô cùng viển vông. Trên trán Ngọc Tiểu Long xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ xíu, cô ấy nhịn không được mà cảm thán, không hổ là con gái của Triệu gia, kỹ năng đánh cờ này thật là đáng sợ. Đối diện với lời mời cho trận thứ ba mà đối phương gửi đến, cô ấy vui vẻ đồng ý. Ở ván cờ thứ ba này, Triệu Hồng Nê rõ ràng cũng đã cẩn thận hơn rất nhiều, mỗi một bước đi đều suy nghĩ cặn kẽ. Ván này là ván đấu kiểm tra trí não, thể lực và kỹ năng đánh cờ nhiều nhất. Bởi vì có rất ít sai sót có thể bắt được. Ngọc Tiểu Long tiếp tục phong cách của ván trước, trong bông có kim, lấy nhu thắng cương, phong cách đánh cờ rất dịu dàng và dè dặt, thậm chí có vẻ có chút âm hiểm. Không ngờ rằng phong cách đánh cờ của Ngọc Tiểu Long lại có thể âm hiểm đến như vậy, thú vị lắm. Tề Đẳng Nhàn xem mà vô cùng thỏa mãn, hắn cắn hạt dưa và nhìn hai người thi đấu với nhau mà trong lòng mừng rơn. Lúc này Triệu Hồng Nê vẫn tưởng rằng người ở phía đối diện thật sự là Tề Đẳng Nhàn mà không hề biết rằng Tề Đẳng Nhàn đã tìm lấy một tay súng từ trước. Ván thứ ba có thể nói là ván đấu căng thẳng nhất và phải mất 2 tiếng đồng hồ mới đi đến hồi kết. Hai bên bắt đầu tính điểm. Lần này, phòng Livestream ngay lập tức nổ tung. Triệu Hồng Nê lại thua đối thủ với khoảng cách nửa điểm. Triệu Hồng Nê ngay lập tức gửi đi lời mời thi đấu. Ngọc Tiểu Long tiện tay từ chối và trả lời, để lần sau đi, hôm nay muộn quá rồi. Quyết đấu trực tiếp có được không? Triệu Hồng Nê hỏi. Nói sau đi, Ngọc Tiểu Long trả lời. Bây giờ cô ấy đang dùng tài khoản của Tề Đẳng Nhàn, nếu như quyết đấu trực tiếp thì chắc chắn Tề Đẳng Nhàn sẽ bại lộ, có làm thế nào cũng không thể thắng được Triệu Hồng Nê. Nhìn thấy avatar của đối phương đã tối đi, sắc mặt Triệu Hồng Nê bỗng trầm xuống, có chút không vui. Nhưng cũng không có gì để nói, kỹ năng đánh cờ của mình vẫn kém hơn nửa chiêu, thua chính là thua. Sau khi tắt máy tính đi, Ngọc Tiểu Long thở dài một hơi, chơi ba ván cờ này đúng là còn mệt hơn so với việc đánh nhau với một cao thủ tuyệt thế cả một ngày trời, trí tuệ tiêu hao thật sự quá mức nghiêm trọng. Lợi hại lắm, không ngờ rằng Triệu Hồng Nê cũng không phải là đối thủ của cô. Tề Đẳng Nhàn gửi tin nhắn cho Ngọc Tiểu Long, nhân tiện gửi thêm một biểu tượng cảm xúc hình dấu like. Quá khen, Ngọc Tiểu Long bình tĩnh trả lời hai chữ, sau đó không thèm để ý tới những tin tức dư thừa nữa mà dựa vào ghế và yên lặng nhớ lại ba ván cờ hôm nay. Đánh cờ với cao thủ như Triệu Hồng Nê quả thực khiến cô ấy cảm thấy rất thú vị và cũng rất đáng nhớ. Trước khi offline, Triệu Hồng Nê đã mở trang cá nhân của Tề Đẳng Nhàn ra, sau đó tâm trạng ngay lập tức bùng nổ cờ như tên người, bình thường mà thôi. Khóe miệng của cô ta co giật vài cái, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh bỗng vặn vẹo ra và nặn ra một nụ cười dữ tợn. Cô ta chậm rãi nói, tên họ Tề kia, anh được lắm, dám làm nhục tôi như thế. Trên trang chủ nói kỹ năng đánh cờ của hắn là bình thường, vậy một người đường đường là kỳ thủ chuyên nghiệp cấp 3 như cô ta đây mà ngay cả một tên có kỹ năng đánh cờ bình thường cũng không hạ được, thế thì còn chuyên nghiệp ở chỗ nào chứ? Cái mặt này chẳng phải đang bị vả bôm bốp hay sao? Mối thù này Triệu Hồng Nê đã nhớ lấy rồi, cô ta nhất định phải báo thù mới được. Sáng sớm ngày hôm sau,
Triệu Hồng Nê đeo ba lô đi đến công viên thì vừa hay nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang dạy võ cho Dương Quan Quan và Hoàng Sung. Ván tiếp theo. Triệu Hồng Nê đi thẳng đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn và nói với giọng vô cùng nghiêm túc. Tề Đẳng Nhàn khẽ ngẩn người, sau đó lắc đầu và nói thôi, ba ván hôm qua đã khiến tôi mệt lắm rồi, trí óc không đủ dùng. Vẻ mặt Triệu Hồng Nê âm u, cô ta nói, thắng rồi nên quất ngựa truy phong à. Thật là vô liêm sỉ. Tề Đẳng Nhàn cười cười và nói, tôi chỉ đơn giản là may mắn thắng được cô nửa điểm thôi mà, không cần phải tính toán như thế đâu nhỉ. Kỳ thủ chuyên nghiệp mà không chịu được việc bị thua à. Triệu Hồng Nê hít sâu vào một hơi, sau đó nở nụ cười giả tạo và nói, anh tiếp cận tôi là vì muốn gặp được chị gái tôi là Triệu Hồng Tụ có đúng không? Anh chơi ván cờ này với tôi sẽ cho anh gặp chị ấy. Triệu Hồng Tụ, thiên phạt và vũ khí tối thượng của Triệu gia. Nghe nói thực lực còn cao hơn cả vị thần bảo vệ của Triệu gia là Triệu Biện Tử, Tề Đẳng Nhàn vẫn luôn vô cùng tò mò về cô gái này. Tiếp cận Triệu Hồng Nê cũng chính là vì thiên phạt Triệu Hồng Tụ. Tề Đẳng Nhàn sẽ không ngu ngốc đến mức đánh một ván với Triệu Hồng Nê ngay tại đây, ba ván cờ ngày hôm qua đều là do tay súng hắn mời tới đánh giúp mà. Đương nhiên, Tề Đẳng Nhàn cũng không ngờ kỹ năng đánh cờ của Ngọc Tiểu Long lại khủng khiếp đến như vậy. Dưới tình thế bị dẫn trước một ván mà lại có thể thắng liền hai ván và đạt được chiến tích 3 trận thắng 2. Tôi cũng rất muốn đánh cờ với cô, nhưng dù sao thì tôi cũng không phải kỳ thủ chuyên nghiệp, trí tuệ tiêu hao nghiêm trọng lắm. Bao giờ rảnh thì chúng ta lại đấu sau đi, Tề Đẳng Nhàn cười ha ha và nói. Triệu Hồng Nê tối sầm mặt, giơ tay ra muốn nắm lấy cánh tay của Tề Đẳng Nhàn. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn lại phất tay một cái. Vẽ một vòng tròn và ngay lập tức rút về. Triệu Hồng Nê tiến lên một bước và tung nắm đấm về phía mặt hắn, nhưng cơ thể của Tề Đẳng Nhàn lại nhẹ nhàng quét qua và trực tiếp gạt nắm đấm đi. Thái cực quyền của anh quả nhiên đã được dày công tôi luyện. Triệu Hồng Nê nói với vẻ mặt không chút biểu cảm. Ban nãy cô ta ra tay là vì muốn thăm dò xem Tề Đẳng Nhàn có thực sự biết về thái cực hay không, những động tác của hắn ban nãy đã đủ để chứng minh rồi. Bây giờ cô ta rất chắc chắn rằng người đánh cờ với mình hôm qua chính là bản thân Tề Đẳng Nhàn. Từ phong cách đánh cờ có thể nhìn người, từ cách đánh võ cũng có thể nhìn người, hai ván cờ mà cô ta thua ngày hôm qua, đối thủ đều đã đi theo con đường lấy nhu thắng cương, rõ ràng là người đó am hiểu rất sâu sắc về đạo lý hắc bạch ân dương của thái cực. Lý thuyết thái cực mà Tề Đẳng Nhàn thể hiện ra ngày hôm nay khiến cho Triệu Hồng Nê vô cùng công nhận. Cô là ai thế? Đừng có làm phiền chúng tôi luyện võ có được không hả? Lúc này, Dương Quan Quan đi đến là lạnh lùng nói. Ế, Triệu Hồng Nê quay đầu nhìn sang, trên mặt hiện nên một nét cười nhàn nhạt, cô nhóc nghịch ngợm này luyện được một chút võ thuật mà đã cảm thấy bản thân mình rất lợi hại rồi à? Ánh mắt của Dương Quan Quan lạnh đi, cô ấy nói, cô có muốn thử xem không? Tề Đẳng Nhàn ngăn lại ở giữa hai người, vẫy vẫy tay và nói, cô đừng có đánh nhau với cô ta. Cô gái này luyện ngạnh thái cực đó, cô không phải đối thủ của cô ta đâu. Lần trước Tề Đẳng Nhàn đã chứng kiến việc Triệu Hồng Nê dùng một chiêu tay vung tỳ bà để ném một tên côn đồ ra ngoài như thế nào rồi, hắn rất rõ về trình độ võ thuật của cô ta, với trình độ hiện tại của Dương Quan Quan thì vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể chiến đấu với cô ta. Không đánh thì làm sao mà biết được, Dương Quan Quan lại nói với giọng không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Từ khi được rèn luyện ở nhà tù U Đô, tính cách của cô ấy đã trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, dũng khí cũng vô cùng dồi dào, cách nói chuyện cũng có lực hơn lúc bình thường rất nhiều. Triệu Hồng Nê không thèm để ý đến Dương Quan Quan nữa mà lại nói với Tề Đẳng Nhàn, bao giờ anh mới lại chơi cờ với tôi? Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ uể oải, hôm khác đi, bao giờ rảnh lại hẹn nhau trên mạng tiếp. Triệu Hồng Nê nghe ra một tia manh mối. Cô ta nói, tại sao lại không đánh cờ trực tiếp? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi bận lắm, làm ông chủ của một công ty lớn như thế liệu có thời gian rảnh mà ngồi xuống đánh cờ với cô hay sao? Triệu Hồng Nê ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy cũng khá hợp lý. Triệu Hồng Nê cõng bàn cờ rời đi, bím tóc đuôi ngựa ở sau đầu vung qua vung lại rất có tiết tấu, chỉ nhìn bóng lưng của cô ta thôi mà đã làm cho người ta cảm thấy rất tươi mát và thoát tục rồi. Cô ta rất lợi hại à? Dương Quan Quan không nhịn được mà cau mày, giọng nói nghi ngờ, sao tôi không cảm nhận được nhỉ? Cô ta là Triệu Hồng Nê,
kỳ thủ chuyên nghiệp cấp 3, đoán chừng là do có đạo lý của cờ vây hun đúc nên cô không cảm nhận được hơi thở hung hãn của người học võ trên người cô ta. Đừng thấy khí chất của cô ta nho nhã yếu ớt mà coi thường, nếu như thực sự phải đánh nhau thì cô thực sự không phải là đối thủ của cô ta đâu. Một người đàn ông cao lớn nặng 85 cân mà cô ta tiện tay một cái là ném bay ra cả vài mét đó. Tề Đẳng Nhàn cười với Dương Quan Quan và nói với giọng cô cùng nghiêm túc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng Sung ở bên cạnh cũng gật đầu và nói, cô gái này thực sự rất nguy hiểm, tôi đã ở trong lực lượng đặc biệt rất nhiều năm nên có một loại trực giác rất tự nhiên. Tôi cảm thấy trong người cô gái này có một con mãnh hổ đang ngủ say, một khi tỉnh lại, nó sẽ ăn thịt người đó. Có những lúc ngoại hình không thể quyết định tất cả đâu. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này thì cảm thấy anh ta rất giỏi làm màu. Hắn vào mông anh ta một cái và nói, suốt ngày mãnh hổ ngủ say với chả sư tử ngủ say, cậu đóng phim cho ông đây xem đấy à? Ngoan ngoãn đứng tấn cho tôi. Hoàng Sung ấm ức xị mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm tư thế đứng tấn, trong lòng điên cuồng chửi rủa. Dương Quan Quan không nhịn được mà cảm thán, chuyên nghiệp cấp 3, võ thuật lại còn cao đến thế, xem ra cô ta đúng thật là một thiên tài. Núi cao còn có núi cao hơn mà. Tề Đẳng Nhàn nghiêng đầu nhìn cô ấy và nói, cô đừng có ở đó mà giả vờ khiêm tốn nữa đi. Dương Quan Quan kinh ngạc nói, tôi, giả vờ khiêm tốn. Tề Đẳng Nhàn nói, cô tốt nghiệp Stanford, đảm nhiệm chức phụ thư ký ban giám đốc của Thiên Lai, lương hàng năm cộng vào lên đến hơn 1 triệu một năm, đã vậy thiên phú luyện võ lại tốt như thế, cô có mặt mũi nào mà đi hâm mộ người khác hả? Hoàng Sung ở bên cạnh gật đầu lia lịa biểu thị sự đồng tình. Dù sao thì chỉ thấy Tề Đẳng Nhàn luyện thêm cho Dương Quan Quan thôi, còn cơ hội luyện thêm của anh ta đã ít lại càng ít. Dương Quan Quan khẽ ngẩn người một lúc, sau đó mới ngại ngùng nói, thì ra tôi cũng xuất sắc như thế à. Những người luyện võ như chúng ta có một cảnh giới khá là huyền học, nhìn chính mình, nhìn trời đất, nhìn chúng sinh. Tại sao lại phải nhìn chính mình? Bởi vì chúng ta phải nhận thức được sự nhỏ bé của chính mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng không được vì thế mà tự coi nhẹ chính mình. Có một trái tim vô địch vẫn luôn là điều quan trọng nhất. Tề Đẳng Nhàn nhìn Dương Quan Quan và lại giảng giải đạo lý một phen nữa. Thực ra tôi cảm thấy cảnh giới này nên được đảo ngược lại, đó là nhìn chúng sinh, nhìn trời đất, sau cùng mới là nhìn chính mình. Phải nhìn chúng sinh trước để lĩnh hội chua ngọt đắng cay của cuộc đời, sau đó nhìn trời đất để thấy được sự rộng lớn của vũ trụ và sự vĩ đại của thần linh. Cuối cùng mới là soi lại chính mình để biết về sự nhỏ bé của bản thân, phải giữ mãi một trái tim kính sợ thì mới có thể bảo vệ được giới hạn của đạo đức. Dù sao Dương Quan Quan cũng là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Stanford và cũng đã từng học qua những lớp triết học cao cấp, thế nhưng sau khi nghe được những lời này của Tề Đẳng Nhàn, cô ấy vẫn không khỏi mắt chữ A mồm chữ O và có chút không tin đây là những lời do hắn nói ra. Giống như cô ấy đã từng nghe một vị giáo sư lớn tuổi nói, tôi càng có học thức phong phú thì tôi càng tin vào thần linh, tin rằng Ngài đã sáng tạo ra tất cả, sau đó, trong lòng tôi mang niềm kính sợ. Vì vậy, tôi mới có thể nhìn những cuộc đời như tôi bằng ánh mắt bình đẳng, tôi mới có một tâm hồn kính sợ, từ đó tôi mới không tín ngưỡng quyền lực và lạc lối trong dục vọng. Điểm cuối của triết học, chính là thần học. Bây giờ so với những đạo lý mà Tề Đẳng Nhàn vừa nói thì đúng là có những điểm tương đồng. Lúc này, cô ấy như thể đã ngộ ra được điều gì đó, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách cảnh giới cao nhất của võ học lại gọi là phá vỡ hư không để được gặp thần. Sau khi kết thúc việc tập luyện buổi sáng, Tề Đẳng Nhàn theo thường lệ mời hai người đến tiệm bánh bao ở trước cửa công viên để ăn tiểu long bao. Kết quả, hắn còn chưa kịp ăn miếng nào thì đã nhận được điện thoại từ quản lý của bộ phận lưu trữ và vận chuyển. Tề Tổng, xảy ra chuyện rồi, người của Cục Y tế đã chặn hết xe tải của chúng ta lại, nói là nhận được tố cáo rằng chúng ta vận chuyển dược phẩm vi phạm quy định nên muốn kiểm tra theo thông lệ. Quản lý của bộ phận lưu trữ và vận chuyển nói với vẻ lo lắng không yên. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy thì lập tức nổi trận lôi đình, cái tên họ Mã này đúng là nóng lòng muốn tìm chết mà. Tề Đẳng Nhàn vốn tưởng rằng cục trưởng Mã ngăn hắn chuẩn bị nhập khẩu thuốc thì cũng thôi đi, không ngờ rằng, lại còn dám đến ngăn cản công ty vận chuyển hàng. Xem ra, hôm đó ở khách sạn Thiên Địa, cục trưởng Mã còn cảm thấy bản thân thiệt lớn, nóng lòng muốn tìm lại sĩ diện. Sau khi tức giận, Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh lại,
hơn nữa biểu hiện không hề hoảng loạn chút nào, thản nhiên nói, phối hợp cùng bọn họ kiểm tra, bọn họ muốn kiểm tra cái gì, các người cho họ kiểm tra cái đấy. Giám đốc Bộ Giao thông Vận tải nở nụ cười khổ sở, nói, Tề Tổng, cứ nói như vậy, thì số dược phẩm hôm nay sẽ không được chuyển đi, và không đúng thời hạn đâu đấy. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, nếu như dược phẩm hôm nay không thể đưa tới đúng thời hạn, tôi sẽ không trách tội mọi người, để bọn họ kiểm tra là được rồi. Sau khi ngắt cuộc gọi, trên mặt Tề Đẳng Nhàn xuất hiện một nụ cười đặc trưng của một gã đàn ông nham hiểm. Dương Quan Quan ở một bên nhìn thấy có chút rùng mình, không rét mà run. Anh cười cái gì, bị kẻ khác gây rắc rối mà lại vui như vậy? Dương Quan Quan chê bai nói. Hơ hơ, chính ông ta muốn tìm cái chết, tại sao tôi không vui cho được? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên đáp. Dương Quan Quan bỗng sửng sốt, thấp giọng hỏi, hôm nay ai là người đưa thuốc đấy? Tề Đẳng Nhàn trả lời, ngoại trừ vài người. Của cục vệ sinh ra, thì có các chi nhánh. Lớn của chiến khu Chu Tước. Dương Quan Quan ngẩn người ra tại chỗ, sau đó lẩm bẩm nói, vậy ông ta thật sự muốn tìm cái chết à? Thậm chí Tề Đẳng Nhàn còn lười chẳng muốn về công ty ngay, sau khi bảo Hoàng Sung mau chóng trở về đi làm, liền để Dương Quan Quan cùng mình đi dạo phố, mua hai bộ quần áo. Mặc dù Dương Quan Quan không thích ăn diện giống như Lý Vân Uyển, nhưng gu thẩm mỹ của cô cũng rất tốt, đưa Tề Đẳng Nhàn đến cửa hàng bán đồ hiệu như Boss, Armani, Versace, để hắn chọn vài bộ. Thật sự không về công ty xem thử à? Dương Quan Quan hỏi. Về làm gì? Tôi không lộ diện, ông ta sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu tôi mà lộ diện, nói không chừng ông ta sẽ thu đội lại ngay lập tức cũng nên. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nhạt. Rõ ràng chính cục trưởng Mã là người chạy đến tìm Sĩ Diện, nếu như hắn mà tới công ty, cục trưởng Mã làm hắn mất mặt, vậy cũng đủ hài lòng rồi. Hắn vẫn luôn không muốn lộ diện, để người trong công ty vội vàng lo lắng đến mức nhảy lên nhảy xuống, vậy cục trưởng Mã sẽ càng đắc ý, càng gây rắc rối nhiều hơn. Tề Đẳng Nhàn quyết tâm không bỏ qua cho lão Lục, nếu như không cho tên họ Mã kia một bài học, thì sao ông ta có thể dễ dàng bỏ qua được. Ngoài lão Lục ra, chẳng có ai sẽ đợi anh đâu. Dương Quan Quan thầm thầm chê bai. Tại sao gã đàn ông nham hiểm lại được gọi là lão Lục? Lão Lục ở trong búp bê hồ lô có tàng hình được không? Bởi vì có thể tàng hình, vì vậy nên mới độc ác nham hiểm. Thế là... cô ấy cũng chỉ có thể rảnh rỗi đi cùng Tề Đẳng Nhàn dạo quanh trung tâm thương mại, đến trưa, cô ấy còn tìm thấy một quán buffet hải sản cao cấp và được ăn một bữa ngon. Với sức ăn hiện tại của Dương Quan Quan, mặc dù không thể lấy lại tiền vốn 200 tệ, nhưng vậy cũng xem như không quá lỗ. Tề Đẳng Nhàn thì càng không cần phải nói, ăn nhiều đến mức ông chủ còn muốn lẳng lặng thu đĩa tôm lại. Sau khi ăn trưa xong, công ty bên đó gọi điện lại. Vội vàng nói với Tề Đẳng Nhàn người của cục vệ sinh hôm nay không có ý định bỏ qua cho bọn họ. Tề Tổng, anh còn chưa quay lại sao? Nếu anh không quay lại, dược phẩm hôm nay thật sự sẽ bị trì hoãn mất. Giám đốc Bộ Giao thông Vận tải tức giận nói. Để bọn họ kiểm tra là được, anh gấp gáp cái gì? Cứ phối hợp tốt các bước với bên chính phủ là được, đây là trách nhiệm của doanh nhân ưu tú chúng ta. Câu trả lời Tề Đẳng Nhàn không thể cầu thả hơn. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải lại nói. Bọn họ thật sự nghiêm túc kiểm tra thì còn đỡ, nhưng mà, họ làm việc vô kỷ luật, chỗ này kiểm tra một lát, chỗ kia nhìn một cái, vốn dĩ, họ đến đây chỉ để gây rắc rối. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt, nói, vậy thì có vấn đề gì? Dân không đấu với quan, chúng ta nhịn một chút là được rồi. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cạn lời. Anh ta biết Tề Đẳng Nhàn là một người đàn ông nếu nghe được lời được những không hợp, sẽ liền phản đối, thế nhưng, hôm nay, lại sợ như thế này, có đôi chút không đúng với bình thường. Trên dưới dược phẩm Thiên Lai đều sốt ruột, liên lạc với cục trưởng Mã mấy lần đều thất bại. Lý Vân Uyển không liên lạc với Tề Đẳng Nhàn, nhưng cô có thể đoán được suy nghĩ của hắn, vì thế, vẫn giữ dáng vẻ ổn tọa điêu ngư thai, dứt khoát đi làm việc khác và gọi điện thoại cho bên dược phẩm Lý Thị. Cả câu là, nhiệm bằng phong lãng khởi, ổn tọa điêu ngư thai, dù cho sóng gió nổi lên, vẫn vững vàng ngồi câu cá. Tề Đẳng Nhàn cùng Dương Quan Quan nhàn nhã ăn xong bữa trưa, sau đó mua hai vé xem phim bom tấn mới nhất của Mỹ, đi vào rạp chiếu phim để xem phim.
Dương Quan Quan cũng rất hiếm khi tận hưởng thời gian rảnh rỗi như vậy, sau khi biết suy nghĩ của Tề Đẳng Nhàn, cô ấy đã không lo lắng chuyện của công ty, và xem bộ phim bom tấn một cách nghiêm túc. Hừ, thú vị thật đấy, không ngờ anh A Thang lớn tuổi mà vẫn còn trẻ như vậy, không hổ là nam thần mà Dương Quan Quan cảm thán nói. Từ sau khi về U Đô ăn Tết anh thay đổi nhiều quá, không cảm giác được à? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Dương Quan Quan sững sờ một lúc, sau đó âm thầm gật đầu, trầm ngâm nói, đúng là nhiều thật, bản thân tôi cũng cảm thấy, tôi không sợ phiền phúc nữa, thậm chí có chút hy vọng người khác trèo đầu cưỡi cổ mình. Tề Đẳng Nhàn nói, không sợ rắc rối là đúng, nhưng mà đừng hy vọng người khác gây rắc rối cho mình. Chừng 3 giờ chiều, Tề Đẳng Nhàn đang uống cà phê, thì công ty lại gọi điện thoại tới. Tề Đẳng Nhàn ứng phó hai câu, sau đó cho người đem cuộc gọi đến cho cục trưởng Mã. Tên họ Mã kia, tôi giết 8 đời tổ tông nhà ông mà có bản lĩnh thì gây phiền phức cho tôi là được rồi, ngược lại tôi muốn xem ông có thể gây phiền phức cho tôi được bao lâu. Tề Đẳng Nhàn mở lời liền mắng mỏ. Cục trưởng Mã sừng sốt, vốn tưởng rằng sẽ nghe được những lời mềm mỏng, không ngờ đối phương lại ương ngạnh như vậy. Lúc này, trong bụng ông ta lửa giận bùng lên, cười lạnh nói, tên họ Tề kia, cậu cảm thấy cậu rất giỏi đúng không? Được thôi, vậy hôm nay tôi cứ gây phiền phức cho cậu, để cậu không thể làm được việc gì hết. Chỉ cần có tôi ở đây, cho dù là một giọt rượu tinh khiết, thì thuốc của chúng mày cũng không được vận chuyển đâu. Nếu như cậu không quỳ xuống xin lỗi tôi, thì chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Tề Đẳng Nhàn lửa giận ngút trời, nói, tên họ Mã kia, xem như ông tàn nhẫn, thứ ông đây có là tiền, ông có thể làm cho dược phẩm Thiên Lai phá sản, coi như mày có bản lĩnh. Cục trưởng Mã cười tâu toét, nói, tôi làm theo những gì cậu muốn mà. Sau khi nói xong câu đó, cục trưởng Mã búng tay một cái rồi cúp máy. Sau khi Tề Đẳng Nhàn để điện thoại xuống, trên mặt lại không có nét phẫn nộ nào, ngược lại trên mặt tràn ngập nụ cười, khóe miệng nở một nụ cười tự tại của lão em mờ bức. Tôi diễn không tệ chứ? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói với Dương Quan Quan. Tuyệt, khóe miệng Dương Quan Quan giật vài cái, âm thầm đưa ngón tay cái lên. Có phải đẹp hơn anh A Thăng hay không? Được nước lấn tới, Tề Đẳng Nhàn hỏi thêm câu nữa. Dương Quan Quan dở khóc dở cười, trực tiếp đẩy khuôn mặt của hắn ra, anh chú ý hình tượng một chút có được không? Tề Đẳng Nhàn cười cười, sau đó ngồi thẳng lưng dây, bình tĩnh hỏi, có hứng thú quay về Ma Đô làm việc không? Dương Quan Quan nghe vậy, ly cà phê trong tay khựng lại, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, trên mặt hiện lên sự hoang mang. Tôi tính sẽ đi Ma Đô trong thời gian tới. Tề Đẳng Nhàn bình thản nói. Tôi đã có năng lực đó rồi sao? Dương Quan Quan hỏi. Chưa, nhưng tôi sẽ giúp cô, thế nên cô sẽ có. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ của cô ấy, nở một nụ cười nói. Ma Đô, là nơi Dương Quan Quan sinh sống lúc nhỏ, cô ấy đương nhiên muốn về. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, cô ấy chưa từng đặt chân đến mảnh đất Ma Đô. Chỉ vì, đối với cô mà nói, Ma Đô Dương gia chính là một cơn ác mộng đang tồn tại. Sở dĩ sự nỗ lực của cô ấy bây giờ, chính là vì để quay lại Ma Đô, lấy lại những thứ thuộc về mình. Nhân tranh nhất khẩu khí, Phật tranh nhất trụ hương. Người tranh một hơi thở, Phật tranh một nén nhang. Ý nói làm người phải có chí khí, cốt khí, có tinh thần tiến bộ, trong một số chuyện càng không được đánh mất phẩm giá và nguyên tắc của bản thân. Dương Quan Quan cũng chẳng thèm khát cái quyền thừa kế tài sản, nhưng vì chuyện này mà có một số người cứ nhằm vào cô ấy. Vì vậy cho dù cô ấy không tranh giành, cũng phải nỗ lực để tranh giành một chuyến. Cô nhìn Tề Đẳng Nhàn thêm cái nữa, nghiêm túc nói, tôi muốn về Ma Đô. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu, sau đó nói, cũng tốt, đến lúc đó cô trực tiếp đi Ma Đô là được, cô của hiện tại, ít nhiều cũng có chút vốn liếng. Năng lực hiện tại của Dương Quan Quan, nếu một thân một mình quay về Ma Đô e rằng chỉ có nước bị Dương ra chơi chết mà thôi. Nhưng Tề Đẳng Nhàn sẽ ủng hộ cô ấy vốn có vốn liếng này. Hy vọng lần này tôi có thể làm nên chuyện gì đó ở Ma Đô. Ánh mắt Dương Quan Quan kiên định nói. Có thể chứ, dù sao cô cũng đã nỗ lực như vậy. Tề Đẳng Nhàn an ủi một câu. Đợi đến khoảng 4 giờ chiều Tề Đẳng Nhàn nhận được một cuộc gọi. Tề Tổng, công ty của anh xảy ra chuyện gì vậy?
Thuốc của hôm nay vẫn chưa được giao đến, anh có biết việc này đã làm chậm trễ chuyện của chúng tôi không? Đối phương nói vừa mở miệng liền tức giận, ở xa điện thoại còn có thể cảm nhận được. À, viện trưởng La, thật ngại quá, công ty của chúng tôi xảy ra chút biến cố, tôi sẽ đi xử lý ngay. Tề Đằng Nhàn mỉm cười, vội vàng nói xin lỗi. Viện trưởng La có chút không kiên nhẫn nói, đã xảy ra biến cố gì? Nếu thuốc của các anh không thể giao tới kịp, đừng trách tôi không nể mặt đấy. Tề Đằng Nhàn nói, hai, viện trưởng La, tôi cũng không còn cách nào khác mà. Viện trưởng La hỏi, chuyện gì? Tề Đằng Nhàn nói, tôi đã đắc tội với tiểu nhân, bây giờ đang bị ông ta kẹp cổ. Người ta nói thuốc của tôi có vấn đề, ông ta đang giữ thuốc của tôi, từ từ kiểm tra, tôi không thể giao qua được. Bị kẹp cổ, ý chỉ bị nắm giữ điểm yếu và bị đối phương dùng nó để ép chết bản thân. Viện trưởng La sửng sốt, sau đó phẫn nộ nói, lý nào lại vậy, bọn họ không biết số thuốc đó được gửi đến các chi nhánh của chiến khu Chu Tước chúng tôi sao? Tề Đằng Nhàn trà sát cằm nói, hình như là biết, nhưng mà người ta nói rồi, không cần biết tôi giao đến cho ai, ông ta nói có vấn đề thì chính là có vấn đề. Bà nội nó, đợi đó cho tôi, viện trưởng La phẫn nộ gầm lên một tiếng, sau đó cúp máy. Tề Đằng Nhàn vội vàng đứng dậy, nói với Dương Quan Quan, đi đi đi, chúng ta mau chóng về công ty, lão già đó nổi cáu rồi, chúng ta phải về công ty nói rõ thái độ. Dương Quan Quan không nhịn được mà cười, không phải vừa rồi anh không vội chút nào sao? Sao bây giờ lại giống như ngồi trên đống lửa vậy? Tề Đằng Nhàn lườm Dương Quan Quan một cái, nói chúng ta phải thể hiện thái độ tích cực giải quyết vấn đề mới được, nếu không ông già đó tới xem xét, thuốc của chúng ta không giao đi được, ông chủ như tôi lại thờ ơ, vậy điều đó được xem là gì? Dương Quan Quan gật đầu, nói, điều này cũng đúng, chúng ta nên nhanh chóng về thôi. Sau khi thanh toán xong, Tề Đằng Nhàn cùng Dương Quan Quan rời khỏi quán cà phê, mau chóng trở về công ty. Ở bên công ty dược phẩm Thiên Lai, cục trưởng Mã dẫn theo một đám người chậm rãi kiểm tra, thậm chí còn bày ra bộ dạng vô cùng cẩn thận. Cục trưởng Mã, xin ông giơ cao đánh khẽ, nếu cứ tiếp tục như vậy, thuốc của chúng tôi sẽ không được giao đến mất và như vậy sẽ bị khách hàng phàn nàn. Khuôn mặt giám đốc Bộ Giao thông Vận tải hiện lên đầy đau khổ, khẩn cầu cục trưởng Mã. Cục trưởng Mã lại bình thản nói, anh vội cái gì? Mấy loại kiểu như dược phẩm nhất định phải kiểm tra cẩn thận, liên tục xác nhận, nếu không đến lúc xảy ra vấn đề ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Giám đốc Bộ Giao thông Vận tải thở dài cầu xin mấy lần cũng vô dụng, anh ta cũng không có ý định cầu xin nữa. Cục trưởng Mã đem một đám người sang đây từ sáng sớm, mười mấy chiếc xe chở dược phẩm đều chậm rãi kiểm tra giống nhau, đã kiểm tra một ngày rồi, cũng không tra ra được vấn đề gì. Ngay lúc đó, Dương Quan Quan lái xe quay về đến nơi, Tề Đằng Nhàn là người đầu tiên xuống xe. Sau khi xuống xe, hắn vươn vai duỗi chân. Giám đốc Bộ Giao thông Vận tải vội vàng gọi, Tề Tổng về rồi. Đám người đó nhìn thấy Tề Đằng Nhàn quay lại, đều không giấu nổi sự kinh ngạc. Tề Tổng. Có thể nói Tề Đằng Nhàn là người lãnh đạo của bọn họ không hẹn mà cùng cảm thấy người đến gây phiền phức như cục trưởng Mã gặp xui xẻo rồi. Cục trưởng Mã cười lạnh, đến rồi thì làm sao, đến cũng vô dụng, sau này chỉ cần dược phẩm Thiên Lai xuất hàng lần nào bọn họ sẽ đến kiểm tra lần đấy. Tề Đằng Nhàn trực tiếp đi đến trước mặt cục trưởng Mã, cười cười nói, làm sao? Cục trưởng Mã nhàn rỗi đến thế cơ à? Đích thân đưa đội đến kiểm tra dược phẩm của chúng tôi. Cục trưởng Mã châm điếu thuốc, bình tĩnh nói, đúng vậy, dù sao dược phẩm cũng là chuyện lớn, bắt buộc phải giám sát nghiêm ngặt, nếu không, đến lúc xảy ra vấn đề, đó là một mạng người đây. Tề Đằng Nhàn hỏi, cục trưởng Mã kiểm tra thế nào rồi? Chỗ thuốc này có vấn đề gì không? Cục trưởng Mã thở dài, vẫn chưa tra ra được, có vấn đề hay không đến giờ vẫn chưa rõ, chẳng phải kiểm tra xong rồi sẽ biết sao. Tề Tổng sẽ không cảm thấy tôi đang cố ý làm chậm tiến độ của các anh đâu nhỉ? Tề Đằng Nhàn cười đáp, sẽ không. Ông ta cố ý đó, đâu ra cái kiểu kiểm tra như vậy chứ, bọn họ muốn mở từng hộp thuốc ra để kiểm tra, làm xong, chúng ta lại phải đóng gói lại từ đầu. Có nhân viên bất mãn, trực tiếp nói lớn, đó là một nhân viên vận chuyển. Những công nhân vận chuyển này dựa vào việc giao thuốc để kiếm sống, cả ngày hôm nay chậm trễ, chạy chưa được một cây số thì lấy đâu ra tiền.
Động vào chén cơm của bọn họ, chẳng cần biết là quan chức cấp cao hay là đại gia nào đi chăng nữa, bọn họ đều nguyền rủa kẻ đó. Tề Đẳng Nhàn nhìn cục trưởng Mã một cái, nói cục trưởng Mã, thật sự là như vậy ư? Hửm, đúng thế, tôi cố ý muốn gây rắc rối đó, vậy thì có làm sao? Hơn nữa, kiểm tra thuốc của các cậu vốn là chức trách của tôi. Cục trưởng Mã lạnh lùng trả lời không có hứng thú đứng đó hư giữ ủy xà với Tề Đẳng Nhàn. Hư giữ ủy xà nghĩa là đối với người chỉ dở trò, hư giả tình thật, xã giao cho có lệ, ý chỉ loại người cháo trở, lật lọng khó ngờ, giả tạo. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn không giấu nổi sự lạnh lẽo nói, cục trưởng Mã có biết hậu quả của việc làm như vậy không? Ông làm chúng tôi chậm trễ việc giao thuốc, đó chính là làm chậm trễ việc điều trị của các bệnh viện, ông đang xem mạng người như cỏ rác sao? Cục trưởng Mã ngáp một cái, nói Tề Tổng cũng biết mạng người quan trọng à? Vậy còn không mau quỳ xuống, xin lỗi tôi, cầu xin tôi nếu như cậu hạ mình, nịnh nọt lấy lòng tôi, nói không chừng tôi có thể nhìn cậu đáng thương mà bỏ qua, để các người đem thuốc đi giao. Hửm, làm sao, cậu không muốn, nếu như không muốn vậy chúng tôi cũng chỉ có thể tiếp tục kiểm tra thôi. Cục trưởng Mã nói chuyện bằng giọng điệu kiêu ngạo, liếc nhìn tứ phương, quả thực là muốn ép Tề Đẳng Nhàn phải cúi đầu. Tề Đẳng Nhàn nhìn ông ta cười nhạt nói. Số thuốc này mà không xuất ra được, đương nhiên dược phẩm thiên lai chúng tôi sẽ có thiệt hại, nhưng mà người chịu thiệt lớn nhất không phải chúng tôi mà là ông. Ha 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 ha. Đám cấp dưới của cục trưởng Mã cười phá lên như sấm, ai cũng lắc đầu. Cục trưởng Mã cũng khinh thường nhìn Tề Đẳng Nhàn nói, vậy cậu nói cho tôi biết, tại sao tôi lại chịu thiệt? Lời nói của Tề Đẳng Nhàn chỉ dẫn tới khinh thường và cười nhạo. Hiện tại, quyền chủ động đang ở trong tay Mã cục trưởng, mấy loại thuốc này có thể được đưa ra ngoài hay không, đều phải xem sắc mặt bọn họ. Ông có thể tiếp tục tìm tôi gây phiền toái, đến lúc đó ông sẽ biết, mình sai ở chỗ nào. Tề Đẳng Nhàn mặt không chút thay đổi nhún nhún vai, thản nhiên nói. Đương nhiên là phải tiếp tục tìm phiền toái rồi, trước khi cậu tuyên bố phá sản, chỉ sợ đến một giọt rượu cậu cũng không có cách nào đưa ra ngoài. Mã cục trưởng cười nói. Tề Đẳng Nhàn xoay người hướng về phía người của chữ vận đơn vị dự trữ và vận chuyển phất phất tay, nói các anh tiếp tục phối hợp kiểm tra với bọn họ đi, bọn họ muốn điều tra đến khi nào, thì để cho bọn họ tra đến khi đó. Sắc mặt Mã cục trưởng không khỏi âm trầm hơn một chút, nếu như là doanh nghiệp khác bị hắn nhắm vào như vậy, chỉ sợ đã sớm chịu thua đến cầu xin tha thứ rồi chứ. Nhưng Tề Đẳng Nhàn thì khác. Dù sao cũng tài đại khí thô tiền nhiều như nước, chỉ nhắm vào dược phẩm thiên đường như thế này, quá nửa không thể khiến hắn cúi đầu. Trong lòng Mã cục trưởng đã suy nghĩ đến ý niệm khác trong đầu, có nên nhét chút hàng cấm vào những loại thuốc này hay không? Đến lúc đó thì cứ trực tiếp đổ tội lên trên đầu dược phẩm thiên đường, làm cho Tề Đẳng Nhàn chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen khiêm tốn đi vào trong dược phẩm thiên đường. Từ trên xe có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, khuôn mặt của hắn cương nghị, mặc âu phục màu đen, dáng người cao ngất như tùng, lông mày sắc bén như chim ưng bước xuống. Hắn vừa tới, đã thấy ngay Mã cục trưởng mang theo một đám người của cục vệ sinh đang kiểm tra việc vận chuyển của dược phẩm thiên đường, nhất thời lông mày hung hăng nhướng lên một cái, mang theo bất mãn cùng sát khí nồng đậm. Tôi tìm Tề Tổng của các người, hắn đâu rồi? Người đàn ông trung niên tìm thấy một người mặc đồng phục vận chuyển, trầm giọng hỏi. Vị kia chính là Tề Tổng, công nhân vận chuyển ngẩn người, sau đó đưa tay chỉ cho hắn thấy Tề Đẳng Nhàn. Người đàn ông trung niên trực tiếp đi về phía Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn, biết ngay người này nhất định là từ trong chiến bộ đi ra ngoài, dù sao, cỗ khí chất này, liếc mắt một cái là có thể thấy vô cùng rõ ràng. Tuy rằng không mặc quân phục, nhưng cỗ nhuệ khí kia, không thể che giấu được. Xin chào Tề Tổng, tôi tên là Lục Đương Tiên, là viện trưởng bảo tôi tới tìm cậu. Người đàn ông trung niên đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, sau đó trực tiếp vươn tay ra. Xin chào, Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, sau đó bắt tay hắn. Lúc bắt tay mới phát hiện tay đối phương rất cứng, hơn nữa sức lực cũng lớn. Lục Đương Tiên thấy mình đã nắm chặt tay, mà vẫn không thể lay động Tề Đẳng Nhàn. Trong nội tâm không khỏi bớt đi vài phần khinh thường, không phải ai cũng có thể chịu đựng được lực nắm như muốn bóp sắt thành bùn của mình. Tề Đẳng Nhàn buông tay Lục Đương Tiên ra, nói, Lục tiên sinh, anh cũng thấy rồi đó,
chúng tôi không phải là không giữ lời hứa, không cung cấp thuốc cho bệnh viện của các anh, mà thật sự là không đưa ra được. Sáng sớm đã tới kiểm tra, kết quả, kiểm tra đến bây giờ, cũng không kiểm tra ra nguyên nhân gì. Những loại thuốc này, vẫn còn đang ở chỗ này đây. Khóe miệng Lục Đương Tiên không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng bốc hỏa, lá gan của cục vệ sinh tỉnh Đông Hải thật lớn, vậy mà lại dám ngăn cản thuốc của các phân viện lớn trong chiến khu Chu Tước của bọn họ. Chẳng lẽ đám kia không biết, những loại thuốc này đều để các chiến sĩ sử dụng sao? Chẳng lẽ không biết, các chiến sĩ vì bảo vệ quốc gia, đang đổ máu vì chiến tranh? Mã cục trưởng chỉ là nhìn lướt qua Lục Đương Tiên, cũng không có để ý, chỉ đi xe bình thường. Một chiếc Zeta mà thôi, gương mặt này hắn cũng không quen, hiển nhiên cũng không phải lãnh đạo cao cấp trong tỉnh. Xin chào, ông lập tức thả những loại thuốc này của dược phẩm thiên đường đi, đừng có tìm bọn họ gây phiền toái nữa. Lục Đương Tiên cũng không phải loại người rong dài, biết Mã cục trưởng là người đứng đầu, thì đi tới luôn, nói thẳng vào vấn đề. Mã cục trưởng nghe được lời này của Lục Đương Tiên, cũng ngẩn người, sau đó cười nói, anh là ai vậy? Như tôi đã nói, đó chỉ là thực hiện nhiệm vụ của mình mà thôi. Lục Đương Tiên mặt không chút thay đổi nói, ông muốn kiểm tra, vậy không có gì đáng trách. Nhưng không cần phải mở từng hộp ra để kiểm tra, phải không? Họ không có danh sách đi kèm hàng hóa sao? Không có giấy tờ vận chuyển hả? Mã cục trưởng cười lạnh nói, hả? Anh đang dạy tôi làm việc sao? Lục Đương Tiên nghe thấy lời này của Mã cục trưởng. Tức giận thoáng cái đã nổi lên, lạnh như băng, cứng rắn nói, bởi vì ông ngăn cản, dẫn đến việc trị liệu của viện chúng tôi bị trì hoãn, tội như vậy, ông chịu nổi không? Mã cục trưởng nghe xong trực tiếp ha một tiếng, cười ra tiếng, nói anh thì tính là cái gì, xứng đến dạy dỗ tôi. Tôi cố ý muốn ngăn thuốc của hắn lại đấy, thế nào? Anh có thể làm gì tôi? Ai bảo bệnh viện của các người không có mắt, nhiều doanh nghiệp như vậy không chọn. Hết lần này tới lần khác lại chọn dược phẩm thiên đường này. Ông đây và bọn họ có cửu oán, đang rõ ràng có ý muốn dùng quyền hạn để thu thập bọn họ, anh có thể làm thế nào đây? Muốn dùng thuốc thì đổi công ty khác đi. Lục Đương Tiên hít mắt lại, trực tiếp đạp một cái vào bụng Mã cục trưởng, xem Mã cục trưởng như một quả bóng da mà đá lăn ra ngoài ba thước. Sau khi thủ hạ của Mã cục trưởng nhìn thấy, không khỏi lắp bắp kinh hãi, cả đám lập tức đi qua nâng dậy. Có người thì súng lại, lớn tiếng quát lên. Mã cục trưởng bị một đạp này đá đến mức ruột gan như đứt thành từng khúc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có người dám trừng trị mình như vậy. Quẹ! Mã cục trưởng khom lưng nôn ra một ngụm nước chua từ trong miệng, nghiến răng nghiến lợi nói, khá lắm, anh vậy mà lại dám động đến tôi. Tôi không quan tâm bệnh viện nào cử anh tới, ngày mai tôi sẽ niêm phong bệnh viện của các người. Lục Đương Tiên đi về phía Mã cục trưởng, người chung quanh muốn ngăn cản, kết quả vừa đối mặt đã bị hắn dễ dàng quật ngã xuống đất. Lục Đương Tiên tựa như một mãnh tướng có thể đánh bại hàng vạn kẻ địch một mình, một đường chém dưa thái rau khiến đám người của cục vệ sinh này ngã xuống, dọc theo đường đi siêu siêu vẹo vẹo ngã hơn 10 người, dễ dàng đi tới trước người Mã cục trưởng. Này, Mã cục trưởng, nghe tôi khuyên một câu, nhận sai đi, vị Lục tiên sinh này là người ông không thể trêu chọc nổi. Tề Đẳng Nhàn híp mắt cười cười. Công ty bị Mã cục trưởng cử người gây phiền toái khiến cho không thể xuất hàng, hắn đương nhiên sốt ruột, nhưng sau khi biết được mấy loại dược phẩm này là đưa cho các phân viện của chiến khu Chu Tước, hắn ngược lại không vội nữa. Chuyện này sẽ không cần hắn ra tay, sao phải sốt ruột? Tự khắc sẽ có người đến trừng trị họ Mã này. Mã cục trưởng sờ bụng mình, hung tợn nhìn chằm chằm Lục Đương Tiên đi tới trước mặt. Nhè răng cười hỏi, anh có biết tôi là ai không? Sao anh dám đánh tôi? Anh có biết hay không, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, là có thể khiến cho tên ngu xuẩn như anh, vạn kiếp bất phục hay không? Anh có biết hay không, bao nhiêu người muốn nịnh bợ tôi đều không có cửa đấy. Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh gây ra họa lớn rồi, cho dù chỗ dựa của anh là ai, cũng không giúp được anh. Tôi nói này. Lục Đương Tiên mặt không chút thay đổi giơ tay lên đấm một cú vào gò má của Mã cục trưởng, bộp một tiếng, cứ thế đã đánh gãy xương sống mũi. Sau đó, giơ tay túm lấy mái tóc thưa thớt của Mã cục trưởng, nhìn chằm chằm vào hắn ta, lạnh lùng nói, được, ông nói tôi nghe đi, tai họa này lớn từng nào.
Tề Đẳng Nhàn ở một bên nói với Dương Quan Quan, chậc chậc chậc, lúc nãy ra tay thật là tàn nhẫn. Dương Quan Quan cũng không còn gì để nói, lúc nãy người ta ra tay so với hắn ta ra tay thì hình như là nhẹ hơn nhiều chứ. Mã cục trưởng lập tức bối rối. Ông ta là người có lai lịch gì, người sáng suốt đều có thể biết. Nhưng dưới tình huống như vậy, ông ta vẫn bị người đàn ông trung niên mặt lạnh này đánh thành chó. Đối phương không hề sợ hãi, một chút cũng không sợ hãi sao. Bệnh viện nào mà lại dám đắc tội với Mã cục trưởng là ông ta đây? Họa lớn bao nhiêu, anh trong chốc lát sẽ biết. Anh đến từ bệnh viện nào, có dám nói tên ra không? Mã cục trưởng giận dữ quát. Lục Đương Tiên túm tóc Mã cục trưởng, lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói tôi, viện trưởng bệnh viện thứ tư trực thuộc trong chiến khu Chu Tước của Hắc Long quân Hoa Quốc, đại tá Lục Đương Tiên. Mã cục trưởng cười nhạo nói, chẳng qua chỉ là bệnh viện thứ tư trực thuộc. Nói được một nửa, ông ta đột nhiên giật mình, sau đó đồng tử kịch liệt co rút lại. Thủ hạ chung quanh cũng im lặng như hến, không dám nói chuyện. Anh nói đùa cái gì vậy, đừng tưởng rằng tôi không biết, thuốc của các bệnh viện thuộc chiến khu Chu Tước đều không lấy ở các xí nghiệp dân gian. Mã cục trưởng phục hồi lại tinh thần, lập tức lớn tiếng biện giải. Lục Đương Tiên vung tay lên trước, lập tức ném người ra ngoài, phịch một tiếng hung hăng đụng vào phía trước xe Zeta của mình. Mã cục trưởng dương mắt nhìn thấy trên kính chắn gió của chiếc xe Zeta bình thường này, có một tấm giấy chứng nhận ra vào rất rõ ràng, điều này làm cho thân thể của ông ta lại không khỏi run lên, ngay cả đau đớn cũng tạm thời quên đi. Ngay sau đó, ông ta nhìn thấy trên ghế sau của xe, còn có một ông già gầy gò gần 70 tuổi đang ngồi. Ông già đang nhìn chằm chằm vào ông ta với một ánh mắt lạnh lùng. La lão viện trưởng, Mã cục trưởng bờ môi run rẩy nói ra lai lịch của ông già này. La viện trưởng thấy Mã cục trưởng đã nhìn thấy mình, cũng không ngồi yên trong xe nữa, không chút hoang mang đẩy cửa xe đi xuống. Tề Đẳng Nhàn cũng không nghĩ tới trong xe còn có người, cũng sửng sốt. Lục Đương Tiên đi tới, nói, La viện trưởng, là tên này cố ý giữ thuốc của chúng ta. Tôi vừa mới hỏi rõ, hắn ta chỉ đơn giản là tìm phiền toái, chẳng phải là kiểm tra thường xuyên gì. Mã cục trưởng bị những lời này của Lục Đương Tiên làm cho sợ tới mức mất hồn mất vía. Vị La viện trưởng này, ngay từ đầu khi tòng quân, chẳng qua chỉ là một quân y bình thường, nhưng người ông cứu càng ngày càng nhiều, ông cũng dần dần càng đi càng cao. Những người được ông cứu mạng, vì báo ân, cũng nhao nhao ủng hộ hắn, vì thế, ông không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Ở tuổi 50, thành công từ bệnh viện thứ 2 phụ thuộc của chiến khu Chu Tước nhảy lên tổng viện, đảm nhiệm chức viện trưởng. Tuy rằng ông chỉ là một viện trưởng, nhưng có thể nói, ông ở trong cả chiến bộ có uy vọng cùng địa vị không hề thua kém thực quyền của một tướng lĩnh. À, vị này là La viện trưởng đúng không? Xin chào, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả đi lên chào hỏi La Thái Cực. La Thái Cực chỉ thản nhiên gật gật đầu với Tề Đẳng Nhàn, cũng không quá mức để ý tới, quay đầu nhìn về phía Mã cục trưởng, nói tiểu Mã, chuyện này, ông có phải nên cho tôi một lời giải thích hay không? Mã cục trưởng sợ tới mức cả người đều run rẩy, vội vàng đứng dậy, run rẩy nói, La viện trưởng. Tôi không phải cố ý, tôi cũng không biết lô thuốc này sẽ đưa đến các bệnh viện lớn ở chiến khu Chu Tước. La Thái Cực mặt không chút thay đổi nói, ông nói xem. Hiện tại nên xử lý như thế nào đây? Mã cục trưởng nói, cho phép đi qua, lập tức cho đi. Sau này dược phẩm thiên đường đưa thuốc đến chỗ các người, tôi chắc chắn sẽ không can thiệp. La Thái Cực gật gật đầu, nói, được, vậy ông rời đi đi. Mã cục trưởng cuống quýt nói, cảm ơn La viện trưởng, cảm ơn La viện trưởng. La Thái Cực người này, ông không thể trêu chọc nổi, người ta đảm nhiệm chức viện trưởng ở tổng viện của chiến khu Chu Tước. Quyền cao chức trọng không nói, ở cả chiến bộ cũng là một người rất có uy vọng. Bản thân bên mình là người giữ thuốc trước, vốn không có đạo lý, nếu như còn náo loạn, những đại lão chiến bộ kia ắt có biện pháp bóp chết ông ta có hậu trường gì cũng vô dụng, đều sẽ bị kéo ra để bình ổn lửa giận của mọi người. Lục Đương Tiên có chút bất mãn nhíu nhíu mày, nói, La viện trưởng, cứ như vậy để cho ông ta đi à? Quá tiện cho ông ta rồi. La Thái Cực thản nhiên nói, anh vừa rồi không phải đã đánh người ta một trận sao?
người ta không báo án truy cứu anh gây phiền phức đã là không tệ rồi. Mã cục trưởng sợ tới mức run rẩy, sợ bị gọi quay lại, lộn nhào nhanh chóng gọi người của mình rời khỏi dược phẩm thiên đường. Nhìn thấy mã cục trưởng vừa mới diễu võ dương oai không ai bì nổi bị người đuổi đi, nhân viên của dược phẩm thiên đường đều không khỏi hoan hô. Những tiếng hoan hô này, mã cục trưởng nghe được, không khác gì một đám tát vang dội đánh vào mặt ông ta. Lần trước ở tử quán thiên địa vốn đã mất mặt, lần này đến dược phẩm thiên đường tìm lại danh dự, kết quả kết cục lại càng thêm thê thảm, còn bị đánh gãy xương sống mũi. Họ Tề, coi như mày ghê gớm, giữa chúng ta còn chưa xong chuyện đâu. Mã cục trưởng trong lòng hận đến mức gần như nhỏ máu. La Thái Cực cứ thế để cho ông ta đi, ông ta cũng có thể từ trong thái độ này nhìn thấy được chút tin tức, quan hệ giữa La Thái Cực cùng Tề Đẳng Nhàn cũng không tốt lắm. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng buông tha ông ta dễ dàng như vậy. Hiển nhiên, La Thái Cực không muốn nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa, việc này còn liên quan đến cao tầng trong chính quyền tỉnh Đông Hải đang đấu tranh với nhau. Tề Đẳng Nhàn thấy Mã cục trưởng cứ như vậy được La Thái Cực thả đi, không khỏi có chút tiếc nuối chậc chậc lưỡi, nói cứ như vậy để cho ông ta đi, quả thực có chút tiện nghi cho ông ta. Hắn ngược lại muốn La Thái Cực tát cho mã cục trưởng này một cái đè chết ông ta luôn, cứ như vậy, mình và dược phẩm Lý Thị hợp tác chế tạo thuốc đặc hiệu cũng không cần đến đưa đến đế đô để kiểm tra, làm luôn ở trong tỉnh là có thể đi. Như thế, sẽ giảm đi rất nhiều rắc rối và cho hắn ta nhiều thời gian hơn. La Thái Cực sau khi nghe Tề Đẳng Nhàn nói như vậy, không khỏi quay đầu lại, tự tiếu phi tiếu cười như không cười, nói, Tề Tổng đây là muốn ngồi yên một chỗ câu cá. Ngồi trên núi xem hổ đánh nhau đấu phải không? La lão nói gì thế, tôi đây rõ ràng là xem hổ thu dọn con chó gãy cột sống mà thôi. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, mỉm cười nói. Sau khi nói xong lời này, hắn vội vàng xoay người, nói với quản lý bộ phận chữ vận còn đang ngây ngốc, còn sững sờ làm gì, lập tức làm việc cho tôi, nhanh chóng đem thuốc đưa đến các bệnh viện lớn, không nên chậm trễ công việc của người ta. À, đúng vậy. Quản lý bộ phận lưu trữ phục hồi tinh thần, cuống quýt gọi người bắt tay vào việc sửa sang lại thuốc, bắt đầu phân phối. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu La lão đã tới rồi, vậy thì đi vào uống hai chén trà rồi đi, miễn cho người ta biết chuyện lại nói họ Tề tôi không hiểu làm người. La Thái Cực cười lạnh nói, anh quả thực không quá hiểu làm người như thế nào. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, sau đó có chút bốc hỏa. Chuyện này, tự anh có thể giải quyết được đúng không? Nhất định phải kéo dài đến lúc chúng tôi tới giải quyết giúp sao? Anh có biết hay không, sự chậm trễ này, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp gì, thiếu loại thuốc nào, gây nên thương vong cho chiến sĩ của chúng tôi, thì nên làm gì bây giờ? La Thái Cực vẻ mặt âm trầm, phi thường khó chịu nhìn Tề Đẳng Nhàn, lạnh giọng chất vấn. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, tôi đã giải thích với họ mã đích đến của lô thuốc này rồi. Hơn nữa nghiêm túc cảnh cáo ông ta làm như vậy sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng ông ta không hề chịu nghe, tôi còn biện pháp nào nữa đâu. La Thái Cực quả nhiên là người có tính tình nóng nảy, sau khi nghe Tề Đẳng Nhàn nói, càng tức giận hơn, giận dữ quát lớn, đây là lý do chậm trễ của anh sao? Tề Đẳng Nhàn cũng không phải là người có thể bị người khác tùy tiện chà nhào nặn mà vẫn tốt tính, sau khi bị La Thái Cực nói cho một trận, cũng tức giận. Oan có đầu. Nợ có chủ, vấn đề này không nên tính đến trên đầu tôi chứ. Ông nói chuyện cẩn thận đi. Tề Đẳng Nhàn nhét hai tay vào trong túi, đã không còn thái độ khách khí như lúc trước. Hừ hừ hừ, La Thái Cực tức giận hít sâu mấy hơi, lúc trước tôi cũng không nên đồng ý với Ngọc Tướng Quân, vậy mà lại làm ăn cùng loại rác rưởi như cậu. Lục Nương ở một bên cũng nhận thấy có gì đó không đúng, bỗng nhiên nghĩ ra, bọn họ đây là đang làm vũ khí cho Tề Đẳng Nhàn sử dụng. Dùng để đối phó với mã cục trưởng. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói tôi cảm thấy ông nên bình tĩnh một chút, chứ không cần phải yêu ghét rõ ràng như vậy. Đầu tiên, thuốc này sáng sớm tôi bắt đầu phân phối, là họ mã đến tìm tôi gây phiền toái, giữ đoàn xe của chúng tôi lại ở chỗ này. Thứ hai, tôi chỉ là một người làm ăn nhỏ, có thể lay chuyển được người có chức cao trong tỉnh này sao? Người ta phút nào cũng có thể làm cho tôi phải đóng cửa đó. Còn nữa, hình như tôi đã sai người gọi điện thoại thông báo cho bệnh viện rằng lô thuốc này có thể bị đưa đến chậm một chút, các người cũng đã đồng ý rồi.
La Thái Cực không khỏi nhíu mày, sau đó liên tục cười lạnh, nói, muốn tôi cút đi phải không? Thừa nhận chuyện mình chậm trễ, thật sự khó khăn như vậy sao? Tề Đẳng Nhàn sờ sờ cằm mình, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, ông thật sự muốn tôi nói như vậy, vậy tôi có biện pháp gì đâu? Ông nói cái gì thì là cái đó. La Thái Cực đen mặt nói, sau khi đưa xong lô thuốc này, chúng ta lập tức chấm dứt hợp tác. La Thái Cực bị Tề Đẳng Nhàn dùng làm vũ khí quá tức giận, hơn nữa, Tề Đẳng Nhàn đợi bọn họ đến tự mình xử lý việc này, thật sự là quá lười biếng đến mức làm cho người ta phẫn nộ. La viện trưởng bớt giận, chuyện này sai, quả thực không do chúng ta. Tề tổng của chúng tôi có lẽ có chút chậm trễ, nhưng cũng không phải là cố ý kéo dài không đưa thuốc cho các người. Lý Vân Uyển thấy song phương sắp sửa có xu hướng cãi nhau, vội vàng đi tới hòa giải. La Thái Cực nói, tôi biết không phải các người làm sai, tôi chỉ là không vừa lòng cái thái độ của hắn mà thôi, chẳng lẽ hắn không biết tầm quan trọng của thuốc sao? Trì hoãn một phút, đã là trì hoãn cả một sinh mệnh. Lý Vân Uyển vội vàng nháy mắt với Tề Đẳng Nhàn, cô biết tên này là một tên lưu manh hàng thật giá thật. Nếu như có thể kiên nhẫn nói chuyện từ từ với hắn, vậy có lẽ còn có thể làm cho hắn cúi đầu thừa nhận sai lầm. Nhưng vừa tới đã hét lớn, quá nửa là không được, hơn nữa còn có thể khiến cho hắn trở tay tát mạnh vào mặt. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tôi đương nhiên biết, thế nhưng, mặc kệ họ Mã làm loại chuyện này, hơn nữa để cho hắn đi tới vị trí cao như vậy, lại là lỗi của ai đây? Lần này tôi có thể dựa vào năng lực của mình giải quyết. Nhưng lần sau thì sao, người tới so với họ Mã còn lợi hại hơn thì sao? Hoặc là nói, chúng tôi nếu không phải là dược phẩm thiên đường, mà là doanh nghiệp khác. Không phải đưa thuốc đến là phân viện chu tước chiến của các người, mà chỉ là bệnh viện bình thường khác. Tề Đẳng Nhàn nói, giống như một cái gai đâm ngay vào chỗ yếu hại nhất. Đúng vậy, cuối cùng, không phải là hắn ta sai. Hơn nữa, nếu thật sự muốn truy cứu đến cùng, người sai kia hẳn là người đem quyền lực giao cho Mã cục trưởng. La Thái Cực sau khi nghe được lời của Tề Đẳng Nhàn, cũng không có phản bác ngay, mà là trầm mặc suy nghĩ sâu xa. Qua hồi lâu, ông ta mới chậm rãi thở dài, nói, tôi cuối cùng cũng biết vì sao Ngọc Tướng Quân lại giúp cậu rồi, tư tưởng của các người, vậy mà lại vô cùng nhất trí. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, có lẽ tôi cũng có lỗi, tôi nên nói chuyện với ông sớm hơn một chút. La Thái Cực nhìn thấy thái độ của hắn đột nhiên biến hóa, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng co rút, oán hận nói, lưu manh. Tề Chờ Nhàn giang hai tay ra, cũng không tức giận. La Thái Cực nói, chuyện lần này thì thôi, nhưng mà, nếu lần sau còn có chuyện như vậy phát sinh, tôi hy vọng cậu có thể nhanh chóng thông báo cho tôi, mà không phải chơi trò lười biếng này, làm cho chúng tôi phải chủ động đến hỏi. Tề Đẳng Nhàn nói, La viện trưởng nói đúng, tôi nhớ kỹ rồi. Còn chuyện làm ăn, La Thái Cực nói, mặt mũi của Ngọc Tướng Quân tôi không thể không cho. Tề Đẳng Nhàn nói, à, vậy sau khi nghiên cứu ra thuốc bột tắng của Trần Thị, chúng tôi sẽ ưu tiên cung cấp cho bệnh viện của chiến khu Chu Tước. La Thái Cực sau khi nghe được những lời này, lắp bắp kinh hãi, dâu ria đều run rẩy, rung động nói, cậu nói cái gì vậy? Thuốc bột trắng Trần Thị. Đúng vậy. Tôi bỏ ra 300 triệu USD mua công thức thuốc bột trắng Trần Thị, hiện tại đang nghiên cứu chế tạo. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Hắn rất vui khi nhìn thấy bộ dáng này của La Thái Cực, vừa rồi còn hung hăng đắc ý mà giáo huấn mình. Lục Đương Tiên ở một bên cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thuốc bột trắng Trần Thị, công thức này, quan chức khắp Hoa Quốc đều đã tìm Nam Dương Trần Thị để thương lượng qua, nhưng vẫn không ai lấy được. Tề Đẳng Nhàn. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà có thể lấy được công thức thuốc bột trắng của Trần Thị, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cậu không nói dối chứ nói lời giữ lời. La Thái Cực kích động hỏi. À, tôi nói lời đương nhiên giữ lời rồi, chỉ là không biết trong quá trình nghiên cứu, tôi có hay không sẽ lười biếng, dẫn đến việc nghiên cứu thuốc quá chậm. Tề Đẳng Nhàn ngáp một cái, lười biếng nói. Khóe miệng La Thái Cực điên cuồng rực rực. Trong lòng nhiều lần mắng hai chữ lưu manh hết lần này đến lần khác, tức giận đến đỉnh đầu cũng muốn bốc khói xanh. Lý Vân Uyển cũng nghe được không khỏi co giật khóe miệng, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn thật đúng là lưu manh hàng thật giá thật. Vừa mới bị La Thái Cực mắng một trận,
quay đầu lại đã mang thuốc bột trắng của Trần Thị ra để diễu võ Dương Oai. La Thái Cực đương nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời của Tề Đẳng Nhàn, nếu như hợp tác thật sự chấm dứt, vậy sau khi thuốc bột trắng của Trần Thị nghiên cứu chế tạo xong, bọn họ quá nửa là không được một tin nào. Nghĩ tới đây, ông ta tức giận không chỗ phát tiết, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn thật sự quá âm hiểm giả dối. Đến lúc đó thuốc bột trắng Trần Thị sản xuất ra, hết lần này tới lần khác ông ta không lấy về được, chỉ sợ, ông ta cũng không thể không cúi đầu tìm Tề Đẳng Nhàn ôn hòa bàn chuyện này. Khi đó, mới thật sự là bị vả mặt đau. Tiếp tục hợp tác, đến khi nào thuốc trắng Trần Thị sản xuất ra, kính xin Tề Tổng ưu tiên cung cấp cho chúng tôi. La Thái Cực bây giờ sắc mặt vô cùng ôn hòa. Không thành vấn đề, La Viện Trưởng tuy rằng tính tình hơi nóng nảy một chút, thích chụp mũ lung tung cho người khác một chút, nhưng người vẫn là người tốt, tôi không có ý kiến gì. Tề Đẳng Nhàn tủm tỉm nói. La Thái Cực kỳ tức giận, suýt nữa trợn trắng mắt. Cảm thấy tên này thật sự có bụng dạ hẹp hòi, mượn cơ hội này mắng ông ta một trận. Buổi tối, Tề Đẳng Nhàn đại nhân không chấp tiểu nhân mời La Thái Cực và Lục Đương Tiên hai người đi ăn cơm, còn khui rượu ngon từ nhà hướng Đông Tình để tiến hành chiêu đãi. Sự lưu manh của cậu, hôm nay coi như cậu trâu bò. Lão tử đã nhiều năm không có nếm qua loại thiệt thòi này rồi. La Thái Cực sau cùng uống đến mơ mơ màng màng. Nhịn không được chỉ vào mũi Tề Đẳng Nhàn mắng ra lời trong lòng. Tề Đẳng Nhàn lúc này đương nhiên không so đo, cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tôi đưa La Viện Trưởng lên xe, cái kia, Lục Viện Trưởng, trên đường cẩn thận. Lục Đương Tiên nhìn Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt quỷ dị, tên lưu manh này, ngay cả La Thái Cực cũng bị hắn chọc một phát. Tề Đẳng Nhàn cả người đều thoải mái hơn, chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, chờ thuốc bột trắng Trần Thị online là được. 100 triệu của Phác Tinh Thiện, quá nửa là không giữ được. Tề Đẳng Nhàn lưu manh như này, hiển nhiên là La Thái Cực đã khắc sâu vào trí nhớ. Chẳng qua, giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì không thể tha thứ, hôm nay cũng coi như là vui vẻ tạm biệt. Ba ngày sau, dược phẩm Lý Thị truyền đến tin tốt, nói rằng lô thuốc bột trắng Trần Thị đầu tiên đã chế tạo ra, chỉ chờ qua kiểm tra là có thể đưa ra thị trường. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp dẫn người đến nhà máy dược phẩm của Lý Thị, chủ tịch Lý Duệ tự mình tiếp đãi, sau đó dẫn bọn họ đi xem hàng mẫu. Đây chính là thuốc bột trắng Trần Thị chúng tôi dựa trên công thức mà chế tạo ra, hiệu quả vô cùng tốt, so với thuốc bột trắng Trần Thị của tập đoàn Trần Thị cũng không có gì khác nhau. Lý Duệ rất hưng phấn nói. Giá trị của thuốc bột trắng Trần Thị rất cao, là thuốc khởi nghiệp của Trần Thị Nam Dương. Bọn họ là dựa vào thuốc bột trắng Trần Thị này mà hoàn thành tích lũy ban đầu, sau đó mới tới việc độc quyền Nam Dương. Cho dù là quan chức của Hoa Quốc, nhiều lần hỏi giá, bọn họ cũng không có bán ra, thậm chí tổ chức nghiên cứu đã vài lần rồi, nhưng cũng không thể phân tích ra nguyên liệu cụ thể của thuốc bột trắng Trần Thị. Tề Đẳng Nhàn cầm lấy một phần hàng mẫu, đặt ở bên mũi ngửi ngửi, sau đó vẫy vẫy tay với Dương Quan Quan. Dương Quan Quan vội vàng lấy ra thuốc bột trắng Trần Thị mua được ở trên thị trường, Tề Đẳng Nhàn cầm hai loại so sánh một chút. Không tệ không tệ, có thể nói là gần như hoàn mỹ. Tôi sắp xếp gửi hàng mẫu đến Đế Đô để xem xét, hẳn là sẽ rất nhanh. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, nói. Lý Duệ gật gật đầu, trong lòng cũng vô cùng cao hứng, chỉ cần thuốc bột trắng Trần Thị dưới danh nghĩa của dược phẩm Lý Thị online, như vậy, giá cả của cả công ty sẽ nhanh chóng tăng vọt. Hơn nữa, còn có hai loại thuốc đặc hiệu khác còn chưa bắt đầu chế tạo, hai loại thuốc đặc hiệu kia cũng là loại mà rất cần thiết trên thị trường, hơn nữa, chỉ có thể thông qua nhập khẩu để giải quyết. Lý Duệ nói, Tề Tổng, nếu chúng tôi có chỗ nào làm không tốt, xin ngài kịp thời chỉ ra. Tề Đẳng Nhàn nói, đã làm rất tốt rồi, tôi không tìm ra được chỗ nào thiếu sót. Thư ký Dương, cô sắp xếp một chút đi, mau chóng đưa đến Đế Đô. Người ở phía Đế Đô, Ngọc Tiểu Long đã giúp Tề Đẳng Nhàn liên hệ xong xuôi. Dù sao, loại thuốc bột trắng Trần Thị này, thật sự là quá khan hiếm, nếu như có thể hoàn thành sản xuất trong nội địa, vậy thì đối với toàn bộ chính phủ Hoa Quốc mà nói, là một chuyện vui vẻ. Ngay khi mọi người chuẩn bị ăn mừng một chút, cửa chính của dược phẩm Lý Thị đã bị chặn lại. Lý Trường Hồng trợ lý của Lý Gia Quyền sắc mặt âm trầm đi ở phía trước, theo sau, tất cả đều là đệ tử. Môn đồ của Lý Gia Quyền. Lý Duệ sau khi nhìn thấy Lý Trường Hồng,
không khỏi ngẩn ra, sau đó mừng rỡ nói, bác cả, ngày Lý Gia Quyền chúng ta bay lên, sắp tới. Lý Trường Hồng lại tát ngay một cái lên mặt hắn, âm trầm nói, Lý Duệ, anh thân là người của Lý Gia chúng ta, làm sao có thể hợp tác với kẻ thù. Lý Duệ choáng ngay tại chỗ, điều nên tới quả nhiên vẫn tới, Lý Trường Hồng không muốn nhìn thấy dược phẩm Lý Thị và Tề Đảng Nhàn có bất kỳ quan hệ hợp tác nào. Bác cả, lựa chọn này của cháu là chính xác, hợp tác với Thiên Đường, có thể làm cho dược phẩm Lý Thị của chúng ta lên một tầm cao mới, thậm chí có thể nâng phạm vi làm lên cả nước. Lý Duệ có chút không cam lòng nói. Tôi mặc kệ anh cùng bọn họ có hợp tác gì, nhưng tôi cùng họ Tề có thù hận, các anh nhất định phải chấm dứt hợp tác. Lý Trường Hồng bá đạo nói. Lý Duệ trầm giọng nói, bác ơi, cháu mới là chủ tịch. Lý Trường Hồng cười, nói cánh cứng rồi, muốn phản lại tôi à? Anh là chủ tịch thì như thế nào, có phải muốn tôi triệu tập hội nghị gia tộc, cách chức của anh luôn? Anh đừng có quên, dược phẩm Lý Thị, là doanh nghiệp gia tộc. Lúc trước tôi có thể cho anh làm chủ tịch này, vậy thì, hiện tại cũng có thể cách chức chủ tịch như anh. Lý Duệ bị những lời này của Lý Trường Hồng làm cho nghẹn, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nói không nên lời. Lý sư phụ muốn chấm dứt hợp tác, có thể, chỉ là không biết tiền này, các người có bồi thường nổi không? Tề Đảng Nhàn cười lạnh nói. Dược phẩm Thiên Đường đã ký hợp đồng với dược phẩm Lý Thị, nếu dược phẩm Lý Thị muốn đơn phương vi phạm hợp đồng, thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng khá cao. Lý Trường Hồng đen mặt cười lạnh nói, cho dù phải bồi thường hết tất cả tài sản, tôi cũng tuyệt đối không để cho dược phẩm Lý Thị hợp tác với cậu. Tề Đảng Nhàn nghe thấy như vậy, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Mình đây là đụng phải lưu manh rồi. Nếu như ý nghĩ này của hắn để cho La Thái Cực của ngày hôm qua nghe được, chỉ sợ sẽ cười nhạt, bàn về ai lưu manh hơn, dường như không ai có thể sánh được với gã Tề Đảng Nhàn này. Bác cả, bác suy nghĩ kỹ một chút đi, việc này đối với dược phẩm Lý Thị của chúng ta mà nói, là một cơ hội lớn đó. Lý Duệ vội vàng nói. Cơ hội cái rắm, hắn ta để cho các người chế cái thuốc mà qua kiểm tra cũng khó, nói gì đến đưa ra thị trường. Lý Trường Hồng lạnh lùng nói. Tề Đảng Nhàn lắc đầu, nói, Lý Sư Phụ, ngài không biết tình huống thì không nên nói lung tung, thuốc của tôi một khi đưa ra thị trường sẽ vô cùng khan hiếm, quốc gia sẽ không từ chối loại thuốc như này. Lý Trường Hồng khinh thường nói, cậu đừng có ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, cậu nói cái gì, tôi cũng không tin. Cho dù có tiền, tôi cũng không kiếm. Hôm nay tôi nói ra lời này ở đây, nhất định phải chấm dứt hợp tác. Thuốc các người ủy thác dược phẩm Lý Thị chế tạo, cũng không lấy đi được. Mặt Tề Đảng Nhàn cũng không khỏi đen đi, Lý Trường Hồng đây là đang giở trò lưu manh với hắn, có tiền cũng không muốn kiếm, thù hận gì mà ghê thế. Sắc mặt Lý Duệ tái nhợt, nếu bỏ lỡ cơ hội tốt này, vậy dược phẩm Lý Thị muốn phát triển lớn mạnh, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Lý Trường Hồng vì ngăn cản hợp tác, vậy mà lại kêu gọi đông đảo đệ tử của Lý Gia Quyền. Cứ thế mà vây kín toàn bộ cửa lớn của dược phẩm Lý Thị, cho dù Tề Đảng Nhàn làm chuyện cứng rắn, ông ta cũng không sợ. Lý Thiên Lạc bởi vì chuyện khu nghỉ dưỡng Đông Sơn mà vào tù, bị kết án tù chung thân, đối với Lý Trường Hồng mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích cực lớn. Hắn chỉ có một đứa con trai như vậy, còn trông cậy vào nhi tử kế thừa y bát, kết quả, nhi tử này không đi chính đạo, tự mang tương lai của mình chôn vùi. Y bát là ba bộ y phục quần áo, và cái bát bát xin cơm của Đức Phật, được xem là truyền thừa của chư Phật. Nói chung, y bát là truyền lại ngón nghề. Editor nghĩ thế. Tề Đảng Nhàn đại khái cũng rõ tâm tính của Lý Trường Hồng, chắc hẳn là vò mẻ không sợ rơi, mình đã sống không tốt, cũng không muốn cho hắn sống tốt. Lý Duệ, cái đồ nghịch tử này, phàm là người có chút hiếu tâm, sẽ không lựa chọn hợp tác với kẻ thù. Lý Trường Hồng lạnh giọng nói. Lập tức quỳ xuống cho tôi. Lý Duệ thở dài, nói, bác ơi, bác muốn chọn con đường đi tới phía tối tăm, tôi cũng không có cách nào ngăn cản. Nói xong lời này, hắn cười khổ, quỳ xuống trước mặt Lý Trường Hồng. Lý Trường Hồng không để ý tới, mà là lạnh lùng nhìn về phía Tề Đảng Nhàn, nói, Tề Tổng, bây giờ cậu tự cút đi, hay là để cho đệ tử của tôi mời cậu cút. Người Lý Trường Hồng hôm nay mang đến, sợ cũng phải hơn 1.000 người. Tất cả đều là môn đồ trung thành của ông ta,
luyện võ trong quyền quán của Lý Gia Quyền. Quyền quán, giống võ quán. Chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng, sẽ biến thành giải đấu quy mô lớn, Tề Đẳng Nhàn không sợ mình có chuyện gì, nhưng những người dưới tay cũng không biết võ công, khó bảo đảm sẽ không bị đánh chết hay bị đánh thành tàn phế. Lý Trường Hồng, tôi cho ông một cơ hội suy nghĩ kỹ lại. Ông cản trở chúng tôi, đồng nghĩa với việc ở một mức độ nào đó đang gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Hậu quả như vậy, chỉ sợ ông gánh không nổi. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Dược phẩm Lý Thị, hiện tại có hai con đường để đi. Thứ nhất, là ngoan ngoãn thực hiện hợp đồng, tiếp tục hợp tác. Thứ hai, phá sản đóng cửa, cả nhà uống gió Tây Bắc. Vào lúc này, một giọng nữ nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Tề Đẳng Nhàn nghe được thanh âm này thì không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc từ nơi đó đi tới, một người phụ nữ mặc bộ Âu phục đơn giản chỉ có trắng và đen, một mái tóc ngắn sảng khoái, trong tay cầm một xấp đồ vật có vẻ là văn kiện. Hả, sao Mộng Mộng Lịa có thể xuất hiện ở đây chứ? Sau khi Dương Quan Quan nhìn thấy người, cũng lắp bắp kinh hãi, hỏi. Làm sao tôi biết được, Tề Đẳng Nhàn trợn mắt trắng với cô ta. Kiều Thu Mộng xuất hiện ở dược phẩm Lý Thị, hơn nữa còn nói ra hai câu ác độc, khiến tất cả mọi người nghe đến sửng sốt. Lý Trường Hồng không khỏi cười lạnh nói, nhóc con nhà quê từ đâu tới mà có tư cách nói loại lời này. Thật là buồn cười. Kiều Thu Mộng thản nhiên nói, tôi là Kiều Thu Mộng, tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị. Lý Trường Hồng khinh thường nói, tập đoàn Kiều Thị. Loại công ty cấp bậc này cũng có tư cách nói với tôi loại lời này. Cô có biết hay không, tài sản của dược phẩm Lý Thị chúng ta, gấp mấy lần các người đó. Các đệ tử của Lý Trường Hồng cũng cười nhạo một trận, quả thực, một công ty không lớn lắm, không có tư cách nói ra lời như vậy. Tề Đẳng Nhàn nhìn Kiều Thu Mộng, cảm thấy khí chất của cô thật đúng là có biến hóa rất lớn, lâu rồi không gặp, đã là một bộ dáng khác. Tóc cũng cắt ngắn. Khí chất cả người càng thêm lão luyện, có vẻ vô cùng tự tin. Lý Trường Hồng, nếu ông là võ phu, vậy nên thành thành thật thật xử lý tốt mấy chuyện ở quyền quán của mình là được, xen vào chuyện làm ăn, không phải việc ông nên làm. Kiều Thu Mộng cười nói. Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì chuyện con trai của ông Lý Thiên Lạc gây nghiệt mà tinh thần sa sút không chịu nổi, nên chắc là lỗ tai cũng không dùng được nữa phải không? Rất nhiều chuyện, có phải ông cũng không biết không? Sắc mặt Lý Trường Hồng lập tức biến đổi, nói cô có ý gì? Kiều Thu Mộng giơ văn kiện trong tay lên, thản nhiên nói, tôi đã thu mua 30% cổ phần dược phẩm Lý Thị của các người, trở thành cổ đông lớn của các người, nếu ông tiếp tục chấp mê bất ngộ u mê không tỉnh, vậy thì chỉ có một con đường chết. Lời nói của Kiều Thu Mộng khiến Lý Trường Hồng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ngay cả Lý Duệ ở một bên cũng nhíu mày. Cổ phần của dược phẩm Lý Thị bị người ta thu mua nhiều như vậy, vậy mà một chút tin tức hắn cũng không nghe thấy. Có lẽ những gì cô nói là sự thật, nhưng nó có ích lợi gì? 30% cổ phần, dường như không có tác dụng lớn như cô nói. Lý Trường Hồng vẻ mặt khinh thường. Đúng vậy, 30% có lẽ là không đủ, nhưng nếu cộng thêm phần của những thân thích như ông hai và ông ba của Lý gia các người thì sao? Ánh mắt Kiều Thu Mộng lạnh lùng, hỏi ngược lại. Lý Trường Hồng sửng sốt, sau đó kinh hãi nói, không có khả năng, bọn họ làm sao có thể đứng về phía cô. Cô ít nói nhảm đi. Kiều Thu Mộng lắc đầu nói, không có ai nguyện ý ném tiền sang một bên không kiếm, cũng không có ai nguyện ý cùng ông vò mẻ không sợ vỡ. Trong lúc nói chuyện, Kiều Thu Mộng lấy ra một bản hợp đồng, ném tới trước mặt Lý Trường Hồng. Nhìn kỹ một chút, nếu như ông muốn mạnh mẽ can thiệp vào dược phẩm Lý Thị, như vậy. Bọn họ sẽ đem toàn bộ cổ phần trong tay bán cho tôi. Đến lúc đó, tôi chính là người nắm giữ toàn phần của dược phẩm Lý Thị, muốn các người phá sản, chẳng qua chỉ là cần một câu thôi. Ánh mắt và ngữ khí của Kiều Thu Mộng đều có vẻ rất đùa cợt. Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, cảm thấy chuyện này có chút không thực tế, những người của Lý gia, sao lại nguyện ý cùng cô ấy ký hợp đồng như vậy, đưa quyền sinh sát giao cho một người ngoài. Lý Trường Hồng nhìn xong, cũng tức giận đến cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi, cứ phản bội tôi đi. Thật sự là rất rất tốt. Kiều Thu Mộng ném ra bản hợp đồng này, làm cho ông ta tức giận không thể vãn hồi,
cảm giác sau lưng bị người ta đâm mấy đao rất khó chịu. Nói cách khác, tôi hiện tại hoàn toàn có đủ quyền lực đá ông một phát từ trong dược phẩm Lý Thị ra ngoài. Kiều Thu Mộng buông tay, mỉm cười nói, cho nên, bây giờ ông phải làm như thế nào đây? Ánh mắt Lý Trường Hồng âm lãnh, hít sâu một hơi, nhe răng cười nói, nếu đã muốn phản bội tôi, vậy thì đừng có đùa nữa. Dược phẩm Lý Thị, cũng không cần thiết phải tồn tại. Lúc nói lời này ra, trên người ông ra tỏa ra một loại khí chất hung ác, hiển nhiên, là đang tính đến việc dùng bạo lực. Những thân thích Lý gia này phản bội ông ta, không muốn cùng ông ta vò mẻ không sợ nát, vậy ông ta sẽ ngã xuống một mình, thậm chí, để cho toàn bộ dược phẩm Lý Thị bị ngã theo, vỡ nát theo. Lý Trường Hồng, bây giờ mà nói, ông đối với dược phẩm Lý Thị đã không còn ảnh hưởng gì nữa, chủ tịch Lý Duệ muốn vận hành như thế nào, ông cũng không thể nhúng tay vào. Như vậy, kế tiếp, ông đang chuẩn bị sử dụng bạo lực. Phải không? Kiều Thu Mộng nhìn Lý Trường Hồng, thản nhiên hỏi. Dương Quan Quan có chút kinh ngạc, Lý Trường Hồng mang theo nhiều người như vậy tới đây, Kiều Thu Mộng vậy mà có thể lâm nguy không loạn, từng bước ép sát. Cô có chút giật mình trước tốc độ trưởng thành của Kiều Thu Mộng, khí chất và mị lực hiện tại trên người cô, có thể nói là không hề thua kém đấng nam nhi. Đập cho tôi, phá hủy đi. Lý Trường Hồng hét lớn một tiếng, quay về phía các đệ tử môn hạ phân phó. Tề Đẳng Nhàn không khỏi thở dài, quả nhiên, loại này đã tẩu hỏa nhập ma, thật sự định dùng thủ đoạn cực đoan để trả thù. Chẳng qua, nếu Lý Trường Hồng thật sự muốn đập, hắn cũng không có biện pháp gì, một người ngăn không được nhiều người như vậy. Kiều Thu Mộng lại là vẻ mặt trêu chọc, thản nhiên nói, Lý Trường Hồng, ông đang đi tới một con đường tối đen, như vậy, ông đã có thể đi cùng con trai của ông rồi. Lúc cô ấy nói lời này, trên bầu trời bay tới một chiếc trực thăng, lúc trực thăng xẹt qua bầu trời, khí lưu mạnh mẽ thổi đến khiến mái tóc và tà áo đều bay loạn. Một bóng người từ trong trực thăng nhảy ra, dùng tốc độ cực nhanh hạ xuống, độ cao 5-6 mét, đối với bóng người này mà nói, tựa hồ chẳng qua chỉ là một bậc thang mà thôi. Oanh! Bóng người rơi xuống đất, thoáng ngồi xổm hóa giải lực lúc rơi xuống đất, sau đó vững vàng đứng lên. Tề Đẳng Nhàn nhếch miệng, nói, không hổ là trung tướng nha. Phương thức xuất hiện không bình thường như vậy sao? Người tới dáng người cao gầy thon dài, mặc quân phục màu đen, trên vai có hai long tinh lấp lánh, không phải Ngọc Tiểu Long, còn có thể là ai? Tất cả dừng lại cho tôi. Sau khi Ngọc Tiểu Long lên sân khấu, chỉ là một tiếng quát lạnh, đã làm cho những đệ tử Lý gia quyền đang dục dịch kia, toàn bộ đều ngây ngốc tại chỗ. Người có tên, cây có bóng. Tên của Ngọc Tiểu Long, cả Hoa Quốc, có được mấy người không biết. Uy vọng của vị nữ chiến thần nổi danh này, trong suy nghĩ của những đệ tử Lý gia quyền, thậm chí còn vượt qua vị sư phụ Lý Trường Hồng này. Lý Trường Hồng sau khi nhìn thấy Ngọc Tiểu Long, mí mắt đã nhảy dựng lên, thật không ngờ tới chuyện này, vậy mà có thể dẫn ra một pho tượng Phật lớn như vậy. Lý Trường Hồng giận dữ quát, các người sửng sốt làm gì, còn không mau động thủ đập cho tôi. Mệnh lệnh của sư phụ, các người dám không nghe sao? Ngọc Tiểu Long lại hờ hững lướt nhìn qua đám người, nói, ai vượt qua đường dây này, đó chính là muốn đối địch với Ngọc Tiểu Long tôi. Đối địch với tôi, vậy thì sẽ chết. Lời này vừa nói ra, đám người sao động lập tức an phận. Tề Đẳng Nhàn cười nói với Dương Quan Quan, xem ra, thanh danh thật sự rất ghê gớm nha. Một mình cô ấy, có thể trấn trụ được nhiều người như vậy. Dương Quan Quan cũng gật đầu, thanh danh của Ngọc Tiểu Long quả thực rất lớn, không ai dám xem nhẹ thái độ của cô ấy. Cô nhìn không được nhìn Kiều Thu Mộng một cái, chẳng lẽ, Ngọc Tiểu Long là do cô ấy mời tới? Ngọc Tiểu Long nói một câu, chấn nhiếp toàn trường. Đổi lại là người khác, chỉ sợ rất khó có được hiệu quả như vậy. Lý Trường Hồng nhìn thấy một màn này, trực tiếp tức giận đến điếng ngươi, không nghĩ tới lời nói của mình vậy mà còn không có tác dụng bằng lời của một người phụ nữ. Ngọc Tiểu Long, cô dám xen vào chuyện của Lý gia chúng ta, tôi sẽ giết chết cô. Lý Trường Hồng giận tím mặt, vọt về phía của Ngọc Tiểu Long. Ông ta bây giờ đã vô cùng tức giận, nên đã không hề để ý gì nữa, chỉ muốn hung hăng phát tiết lửa giận trong lòng mình lên người Ngọc Tiểu Long. Chỉ thấy thân hình Lý Trường Hồng nhanh như một tia chớp,
trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Ngọc Tiểu Long, đấm một quyền ra, vừa nhanh vừa ngoan độc, thẳng đến bụng của Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng, soạt một tiếng, hai chân hơi ngồi xổm xuống, hít sâu một hơi vào bụng, tay phải kề vào eo mình, đẩy ra một chưởng. Bạo kim đan của mình. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy một chưởng này, không khỏi hơi ngẩn ra, sau đó rất có hứng thú, muốn nhìn xem Ngọc Tiểu Long nắm giữ được chiêu này đến trình độ nào rồi. Nắm đấm của Lý Trường Hồng đánh mạnh vào lòng bàn tay của Ngọc Tiểu Long, ngay sau đó, trong lòng bàn tay của cô ấy phát ra một tiếng ầm ầm thật lớn, tựa như có một quả bom vừa nổ tung. Tề Đẳng Nhàn hơi lắp bắp kinh hãi, thanh thế này, cũng không hề kém nha. Sắc mặt Lý Trường Hồng cũng trong nháy mắt tiếp xúc đó mà phát sinh biến hóa, thoáng cái xung huyết chướng đỏ lên, ngay sau đó trắng bệch, trọng tâm thân thể không ổn định, bị chấn động đến nỗi phải lùi về phía sau. Đã rất lợi hại rồi, khí lực của cô ấy không bằng mình, cho nên kinh lực bộc phát ra, cũng có chỗ không bằng. Nhưng mà, có thể thoáng cái làm Lý Trường Hồng bị chấn động thành bộ dáng này, có thể thấy được là đã nắm giữ được tinh túy. Thiên phú của cô ấy, thật sự rất tốt nha, chỉ sợ so với Dương Quan Quan cũng không hề kém cạnh. Tề Đẳng Nhàn trong lòng âm thầm kinh ngạc, chiêu bạo kim đan này là do hắn mất một thời gian rất dài mới tự nghĩ ra được. Ngọc Tiểu Long lại có thể trong thời gian ngắn nắm giữ, có thể thấy được cô rất lợi hại. Mà Dương Quan Quan, là người có thiên phú tập võ cao nhất mà hắn nhìn thấy trên đời này, lúc này, hắn cảm thấy thiên phú của Ngọc Tiểu Long có thể so sánh với Dương Quan Quan, không hề phân cao thấp. Sau khi Lý Trường Hồng bị Ngọc Tiểu Long gây chấn động, trọng tâm bất ổn, bước chân lảo đảo. Chân phải của Ngọc Tiểu Long bước về phía trước, bước rộng ra. Đạp vào vị trí giữa hai chân Lý Trường Hồng. Đây chính là chiếm đoạt tuyến giữa quan trọng nhất khi tập võ đánh nhau. Lý Trường Hồng vừa thấy trung tuyến bị Ngọc Tiểu Long chiếm được, sắc mặt nhất thời căng thẳng, vội vàng bày ra tư thế phòng ngự. Ông ta cũng là người khai sơn lập phái, trợ giảng ở Lý Gia Quyền, bản lĩnh vẫn có, chỉ là, những ngày gần đây dường như sống rất chán nản, thực lực có chút giảm xuống. Hô! Trong miệng Ngọc Tiểu Long thở ra một hơi, thân thể của cô ấy theo hơi thở này thở ra, di chuyển về phía trước. Chân phải đạt ở tuyến giữa ma sát với mặt đất mà đi lên, mặt đất bị chân cọ đến mức ngay cả xi măng cũng nổ tung tạo ra một đám bụi, một vệt dấu trắng mắt thường có thể thấy được xuất hiện ở chỗ bàn chân kia đi qua. Sau đó, tay phải của cô ấy vừa nhấc lên, bảo vệ má, đồng thời quét ngang về phía trước. Tay trái thoáng trầm xuống. Một chiêu hộ tâm đấm đánh ra, cũng là công phòng nhất thể, vừa thủ vừa công. Đây chính là cách thức nhập nạp tiêu chuẩn, chiếm lấy trung tuyến trong việc công kích cận chiến, trong thuật ngữ võ học, còn gọi là cướp thân. Đây là cách thức có lợi lớn nhất, cũng là cách thức có nguy hiểm lớn nhất, bởi vì, khi bạn vào nạp có chút bất cẩn, sẽ bị đối phương đánh ngã. Cho nên, trong nháy mắt, bước chân phải vững vàng, khi động thì đầu gối phải có thế trước. Bảo vệ đáy chậu, đồng thời cũng có thể công kích chân đối phương. Khuỷu tay muốn tạo ra phong, cho dù là khuỷu tay ngang bảo vệ má, đồng dạng cũng là công phòng nhất thể. Tác dụng của hộ tâm đấm, cũng là như thế. Tổng kết chính là, khuỷu tay tạo ra phong, hộ tâm đấm, đầu gối cứng rắn. Tề Đẳng Nhàn thừa dịp này, giảng giải với Dương Quan Quan ở bên cạnh không ngừng về cách thức của Ngọc Tiểu Long lúc này. Ngay cả Kiều Thu Mộng cách đó không xa cũng nghiêm túc nghe, một bên nhìn động tác của Ngọc Tiểu Long, một bên nghe Tề Đẳng Nhàn giảng giải. Lý Trường Hồng thấy Ngọc Tiểu Long khí thế tiến tới hung mãnh, lúc này cũng ra một chiêu là thiết tí nghênh môn, đây là chiêu thức của tâm ý lục hợp quyền, đánh một cái là đoạt hết xu thế của gió ép từ trên xuống dưới. Ông ta bắt nạt Ngọc Tiểu Long chỉ là một người phụ nữ, dựa vào khí lực của bản thân, một hơi cướp không được, muốn cứng đối cứng. Trực tiếp ép cô ấy phải lùi trở về, còn mình thì chiếm thượng phong. Lúc này Ngọc Tiểu Long đã dán sát vào Lý Trường Hồng, thân thể lay động, giống như một gốc cỏ, tránh công kích đồng thời suýt dán sát vào thân thể Lý Trường Hồng, nắm đấm theo đó mà ra, nhanh như thiểm điện. Đây chính là cảnh giới đánh người như đi đường, giết người như cắt cỏ, người bình thường, rất khó đạt tới. Tề Đẳng Nhàn thở dài, nói. Dương Quan Quan ở một bên nhìn thấy ánh mắt đã thẳng tắp, chỉ cảm thấy mỗi một chiêu của Ngọc Tiểu Long đều có vẻ tùy tâm sở dục, quả thực không thể nào phát hiện, thật sự rất giống như người đi đường, tự nhiên mà lại tùy tâm.
một cú đấm của Ngọc Tiểu Long đã vào tới bụng Lý Trường Hồng. Chiêu này là hình ý băng quyền, Dương Quan Quan nói. Chú ý nhìn kỹ đi, Tề Đẳng Nhàn nhắc nhở. Dương Quan Quan phát hiện, một quyền này của Ngọc Tiểu Long đi ra, lúc đầu là một cỗ kình lực, nhưng khi chạm vào bụng Lý Trường Hồng, dẫn ra sức phản kháng của cơ bụng đối phương. Tiếp theo, một cỗ sức mạnh xuất hiện, chấn động làm thân thể của Lý Trường Hồng run lên. Cuối cùng, là một cỗ kình lực sụp đổ. Dương Quan Quan rung động nói, đây chính là một quyền chứa tam kình. Tề Đẳng Nhàn ở một bên gật đầu, nói, một quyền chứa tam kình, có thể nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng thật ra chính là tiến vào từng bước, là cuồn cuộn như sóng. Cuồn cuộn như sóng, là đưa một quyền chứa tam kình vô cùng vô tận liên hoàn phát ra. Băng quyền luyện đến loại cảnh giới này, cũng không còn là chuyện đơn giản của một cánh tay, mà là toàn thân vặn lên tựa như một con mãng xà, liên tục thông suốt, bộc phát chỉ trong một ý niệm. Đến lúc này, thực sự là nửa bước băng quyền đánh cả thiên hạ. Bụng Lý Trường Hồng bị Ngọc Tiểu Long băng quyền đấm một phát, huy động lực lượng cơ bụng tiến hành đối kháng, nhưng điều này là vô ích. Một cỗ sức mạnh dẫn đến lực lượng cơ bắp của ông ta ra ngoài hết, sau đó, một cỗ kình lực sụp đổ nghiêng về phía dưới bên trái theo sát phía sau. Dầm một tiếng, cả người bay ra ngoài. Thân thể Lý Trường Hồng nhất thời rời khỏi mặt đất, cả người bay về phía sau, bẹp một tiếng đụng vào tường, giống như một bức tranh treo, gắt gao dính ở trên tường. Thật lợi hại! Dương Quan Quan không khỏi kinh hô ra tiếng. Cô rất ít có cơ hội có thể nhìn thấy cao thủ so chiêu, lúc này nhìn thấy Ngọc Tiểu Long và Lý Trường Hồng giao thủ, lại có Tề Đẳng Nhàn ở một bên bình luận, khiến cô có một cảm giác như đã nhìn thấu hết thảy, cái gì cũng đã hiểu rõ trong lòng. Chúng đệ tử Lý Gia Quyền nhìn thấy sư phụ Lý Trường Hồng của mình bị Ngọc Tiểu Long đấm bay, trên mặt lại không hề có biểu tình khiếp sợ gì, ngược lại cảm thấy điều này rất bình thường. Dù sao, người mà Lý Trường Hồng đối mặt, chính là nữ chiến thần Hoa Quốc, trung tướng Ngọc Tiểu Long mà. Trên thực tế, công phu của Lý Trường Hồng không kém, chẳng qua, vội vàng đã ăn một chiêu bạo kim đan của Ngọc Tiểu Long, để cho cô ấy cướp trung tuyến, thoáng cái đã bị động. Hơn nữa, thái cực mượt mà của Ngọc Tiểu Long ông ta cũng không thể tưởng tượng nổi, tất cả động tác có động tĩnh gì cũng đã bị Ngọc Tiểu Long trong quá trình áp sát vào thấy rõ ràng. Cuối cùng bại dưới một chiêu băng quyền này, cũng là chuyện vô cùng bình thường. Ngọc Tiểu Long sau khi đánh xong Lý Trường Hồng, đã thu tay lại mà đứng, thản nhiên nói, còn có người muốn động thủ không? Còn có người muốn ra tay nữa không? Ngọc Tiểu Long nhìn quanh một vòng, hỏi lại một câu. Cả đám người của Lý Gia Quyền không có ai dám nói chuyện, tất cả đều im lặng như hến. Đến Lý Trường Hồng cũng đã bị Ngọc Tiểu Long dễ dàng đánh thắng, thế thì chỉ với bọn họ thì ai còn dám lên. Huống chi, thân phận của Ngọc Tiểu Long bày ra ở đó, ra tay với cô ấy, cho dù có thắng, nhưng còn những chuyện phiền toái sau đó, ai có thể chịu được. Dương Quan Quan nói, một người phụ nữ, sao có thể bá đạo như vậy cơ chứ? Lúc nói lời này, trong ánh mắt của cô lại không khỏi tỏa ra một chút hào quang. Không có một người phụ nữ nào không muốn trở thành một người như Ngọc Tiểu Long. Dược phẩm Lý Thị, trước mắt đang nghiên cứu chế tạo dược phẩm, chuyện liên quan đến lợi ích quốc gia, người dám can thiệp, ngăn cản, đều phải giao cho tòa án quân sự xử lý. Ánh mắt Ngọc Tiểu Long lạnh lùng, trầm giọng nói. Người muốn tìm phiền toái nghe được lời này, đều không khỏi rụt cổ lại. Lý Trường Hồng cho đến tận lúc này, mới từ trên tường bẹp một tiếng rơi xuống đất, nhưng mà, cũng đã nhân sự bất tỉnh, miệng mũi tràn ngập máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Kiều Thu Mộng vừa vặn đứng ra, nói với Lý Duệ, Chủ tịch Lý, dược phẩm Lý Thị vẫn do anh cầm lái, chỉ cần anh quyết định chính xác, có thể cùng mọi người kiếm ra tiền, tôi sẽ không can thiệp. Kiều Thu Mộng lúc này có thể nhúng tay vào dược phẩm Lý Thị, có thể nói là có sự may mắn nhất định. Người Lý gia đều chán ghét Lý Trường Hồng cam chịu lạc hậu, không muốn đi theo ông ta chơi bài vò mẻ không sợ rơi vỡ. Kiều Thu Mộng của bây giờ, đã không còn như xưa, sau khi nhận được sự trợ giúp của Sở Vô Đạo, có chút tư thế một phát bay lên trời. Lý Duệ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Lý Trường Hồng không khỏi thêm vài phần thương hại, chẳng qua, anh ta không có thay đổi suy nghĩ trong đầu mình, nên ít trợ giúp người đã thất thế, đại khái là chỉ chuyện như vậy.
Lúc trước Lý Trường Hồng ở Lý gia nói 102, như mặt trời ban trưa, ai cũng không ngờ đến, ông ta hôm nay sẽ lưu lạc đến tình cảnh như này. Hơn nữa, sau đó có lẽ phải đối mặt với sự truy tố của tòa án quân sự. Dù sao thì thuốc bột trắng Trần Thị, hiện tại đã có liên quan đến chiến bộ, sau khi thẩm tra, sẽ ưu tiên cung cấp cho bộ đội các đại chiến khu. Cô lẳng lặng thu mua 30% cổ phiếu dược phẩm Lý Thị khi nào, hơn nữa, còn hợp tác với người trong Lý gia. Tề Đẳng Nhàn đi đến bên cạnh Kiều Thu Mộng, bất động thanh sắc hỏi. Ngay khi Lý Duệ tìm được các người, tôi đã ra tay rồi. Kiều Thu Mộng nói, dù sao, chuyện khu nghỉ dưỡng ở Đông Sơn là chúng ta đã cùng nhau trải qua, tôi biết Lý Trường Hồng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đó. Tề Đẳng Nhàn thật không ngờ tới, vào thời khắc mấu chốt, người đứng ra giúp mình sẽ là Kiều Thu Mộng. Trước kia, cho tới bây giờ đều là hắn hỗ trợ giải quyết phiền phức cho cô ta, lúc này, ngược lại đến phiên Kiều Thu Mộng giúp hắn giải quyết phiền phức. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nói cảm ơn. Kiều Thu Mộng nói, không cần khách khí, trước kia anh đã giúp tôi nhiều như vậy rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, chẳng qua, lấy tài sản của tập đoàn Kiều Thị, hình như muốn mua lại cổ phần của dược phẩm Lý Thị, cũng không dễ dàng nhỉ. Kiều Thu Mộng nói, cái này anh không cần quan tâm, tôi có cách của mình. Tề Đẳng Nhàn cũng không nghĩ quá nhiều, sau khi nhún nhún vai, cũng lười hỏi lại. Ngọc Tiểu Long là cô gọi tới. Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua Ngọc Tiểu Long đang đi tới, hỏi. Đúng vậy, Ngọc Tiểu Long không đợi Kiều Thu Mộng nói chuyện, đã thay cô ấy trả lời trước. Tề Đẳng Nhàn như có điều suy nghĩ nói, cô ta muốn mời chi, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng nhỉ. Ngọc Tiểu Long không trả lời, chỉ nói, hôm nay anh mau chóng chuẩn bị thuốc đưa đi thẩm định đi, nếu như đủ nhanh, trong vòng 2 ngày là có thể qua thẩm định, rồi lấy được số lô, trực tiếp đưa ra thị trường. Lô thuốc đầu tiên, phải ưu tiên cung cấp cho chiến bộ. Các lô thuốc tiếp theo, anh tự mình xử lý đi. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cảm giác bị người ta ra lệnh rất khó chịu, chẳng qua, người ta giúp đỡ mình nhiều như vậy, hất hàm sai khiến một chút, cũng cần phải nhịn xuống. Được rồi, tôi biết rồi, những thứ này cô không cần lo lắng. Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn đồng ý. Lưu manh, khóe mắt Ngọc Tiểu Long giật giật, sau đó cười lạnh nói. Tề Đẳng Nhàn trợn trắng mắt, quá nửa là La Thái Cực mách lẻo với Ngọc Tiểu Long, nếu không, cô ấy cũng sẽ không lấy ba chữ này để mắng mình. Kiều Thu Mộng mím môi cười, nói, sau này chúng ta là quan hệ đối tác, hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi cũng là quan hệ đối tác, khai thác sự việc bên thung lũng, tiến độ của các người tăng nhanh một chút đi. Việc thành lập phòng khám Mai La sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ khu vực. Vladimir thậm chí đã thảo luận với Hoàng Văn Lãng về việc xây dựng một sân bay nhỏ trong khu vực thung lũng. Phòng khám Mai La rõ ràng là muốn đến cơ sở y tế của phòng khám Mai Áo bên kia có sân bay chuyên dụng, khách quý các nước muốn đến khám bệnh, chỉ cần một chiếc máy bay tư nhân là có thể tới, vô cùng thuận tiện. Phòng khám Mai La muốn làm lớn hơn nữa, thì những cơ sở hạ tầng này phải được phân phối đúng chỗ. Phía chính quyền tỉnh Đông Hải đương nhiên cũng sẽ phối hợp, dù sao, thương hiệu mã chữ vàng này, đối với cả tỉnh mà nói, cũng là vô cùng có lợi. Chiêu bạo kim đan vừa rồi của cô dùng không sai nha, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, cô cũng đã nắm giữ không sai biệt lắm rồi. Tề Đẳng Nhàn cảm thán nói. Còn cần huấn luyện thêm một bước nữa, mới có thể đánh ra chiêu có càng nhiều biến hóa, nếu không, vẫn có chút đơn giản. Ngọc Tiểu Long nói. Một quyền chứa tam kình, càng làm cho tôi kinh ngạc hơn là, hình ý của cô cũng luyện tốt như vậy. Tề Đẳng Nhàn nói. Đừng chém gió nữa. Hình ý của tôi không bằng của anh. Ngọc Tiểu Long lắc đầu, nói chuyện nơi này anh mau chóng giải quyết đi, sau đó đến Thượng Hải, chuyện thi thố không được chậm trễ, tôi đi trước đây. Sau khi nói xong lời này, Ngọc Tiểu Long đi ra ngoài luôn, trực thăng kia lượn vòng 2 vòng trên không trung, tìm chỗ hạ xuống. Không bao lâu sau, Ngọc Tiểu Long lên trực thăng, rời đi. Sư phụ của cô là ai? Có thể thấy. Gần đây cô đã luyện tập rất vất vả. Tề Đẳng Nhàn đánh giá Kiều Thu Mộng, loại đại tông sư như hắn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra biến hóa của cô. Cái này cũng không thể nói cho anh biết đâu. Kiều Thu Mộng chớp chớp mắt,
mỉm cười nói. Không nói thì dẹp đi, Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói, cô nói ra, không chừng tôi vui vẻ, còn có thể chỉ điểm cô hai chiêu. Sau khi nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn vẫy tay gọi Lý Duệ tới. Tề Tổng, có phân phó gì không ạ? Lý Duệ hỏi. Lý Tổng, anh đang quản lý dược phẩm Lý Thị, tôi hy vọng anh có thể tiếp nhận hoạt động của Lý gia quyền quán. Tề Đẳng Nhàn nói. Lý Duệ ngẩn người, nói chuyện này rất đơn giản, chẳng qua, lợi ích của quyền quán không cao, tôi lo lắng tiếp nhận sẽ làm chậm trễ chuyện bên này. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, sau khi anh tiếp nhận, mỗi ngày chuẩn bị cho tôi vài người đến cho đồ đệ của tôi thử sức. Thử sức. Lý Duệ cũng là người luyện võ, vừa nghe đã hiểu, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Dương Quan Quan được Tề Đẳng Nhàn chỉ dạy, cũng không nghĩ tới tiểu cô nương này công phu cao như vậy, vậy mà đã luyện đến trình độ dùng cọc người để thử sức. Kiều Thu Mộng nghe được lời này của Tề Đẳng Nhàn, cũng kinh ngạc nhìn Dương Quan Quan một cái, nghĩ thầm, thiên phú của cô ấy thật đúng là cao hơn mình gấp mấy lần, qua một năm không gặp, đã đến trình độ này rồi. Tề Đẳng Nhàn mời Kiều Thu Mộng ăn một bữa cơm, quá trình nói chuyện phiếm cũng thoải mái vui vẻ, giống như bạn cũ ở chung nhiều năm vậy. Sau khi ăn cơm chưa xong, Kiều Thu Mộng đã lách người rời đi, nói là có rất nhiều công việc phải xử lý, chờ rảnh rỗi lại cùng nhau tụ tập. Không nghĩ tới nha, chuyện này vậy mà lại là cô ấy giúp đỡ nhiều nhất, còn mời Ngọc Tiểu Long tới, thật không biết cô ấy làm như thế nào. Tề Đẳng Nhàn như có điều suy nghĩ cười nói. Kiều Thu Mộng đang từng bước trở thành người mà cô muốn trở thành, nhìn một màn này, trong lòng Tề Đẳng Nhàn cảm thấy vui mừng cho cô. Hôm nay, sau khi Dương Quan Quan chứng kiến thân thủ của Ngọc Tiểu Long, lại càng hạ quyết tâm muốn tăng thêm sức mạnh. Không thể không nói, sự tồn tại Ngọc Tiểu Long này, có thể bất chi bất giác, cổ vũ rất nhiều người. Dương Quan Quan nói, sau khi qua thẩm định và lấy được số lô, có thể chính thức bán ra thị trường. Dựa theo việc thuốc bột trắng Trần Thị mở cửa và ra thị trường, những bệnh viện hạng ba kia đến lúc đó sẽ phải quỳ xuống cầu xin chúng ta đó. Tề Đẳng Nhàn nói, giá cả không thể quá cao, thậm chí phải để khá thấp, phải phù hợp với lợi ích quốc gia. Nếu không, chính phủ sẽ không giúp chúng ta. Đưa thuốc bột trắng Trần Thị và còn hai loại thuốc đặc hiệu khác để sản xuất trong nội địa, chính quyền tỉnh Đông Hải khẳng định sẽ vui mừng, thậm chí có Dương Lệnh Quang ủng hộ tất cả ngành dược của Thiên Đường. Cũng sẽ không có người dám hất ngược lại nữa. Dám làm trái ngược, đó là đối nghịch với lợi ích quốc gia, sẽ là không rõ ràng lập trường của mình, rồi bị gắn vào một chiếc nồi lớn. Dương Quan Quan cảm thấy có chút đáng tiếc, công thức của ba loại thuốc này, thế nhưng tốn tận 300 triệu đô la Mỹ. Thế mà, hiện tại lại phải dùng giá thấp để bán ra, nhìn thế nào cũng là làm ăn thua lỗ. Chẳng qua, nhìn về tương lai mà nói. Cũng không thể tính là lỗ vốn, dựa vào ba loại dược phẩm này mà mở ra thị trường, làm ăn sẽ càng làm càng lớn. Ba loại thuốc lớn này không có lợi nhuận, vậy thì dựa vào các loại thuốc khác để sinh ra lợi nhuận là được, hơn nữa, giá thấp còn có thể nhận được hảo cảm của chính phủ, cớ sao không làm. Tề Đẳng Nhàn vào lúc mà thuốc bột trắng Trần Thị xuất xưởng cũng không quên đâm mã cục trưởng một phát, thuốc chia làm hai đợt đưa di. Đợt thứ nhất đưa đến Cục Vệ sinh của tỉnh Đông Hải, đợt thứ hai là đưa đến Đế Đô. Mã Cục trưởng sau khi biết được thuốc được sản xuất tại dược phẩm Lý Thị, không nói hai lời đã để cho nhân viên kỹ thuật phủ quyết, cũng lười đi hỏi đây là loại thuốc gì. Tề Đẳng Nhàn sau khi biết được thuốc bột trắng Trần Thị bị Cục Vệ sinh tỉnh Đông Hải phủ quyết, một chút cũng không ngoài ý muốn, ngược lại có chút hả hê khi người gặp họa. Mã Cục trưởng chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tề Đẳng Nhàn đã sớm đả thông phần then chốt, thông qua Ngọc Tiểu Long đạt thành lợi ích nhất trí, để thuốc đi đến Đế Đô để thẩm định luôn. Sau khi thuốc bột trắng Trần Thị vào Đế Đô để kiểm duyệt, thoáng cái khiến cho các lãnh đạo rất coi trọng. Dù sao, thuốc bột trắng Trần Thị là công thức mà bọn họ mong có được đã lâu cũng không lấy được, hiện tại bùm cái đã thực hiện nội địa hóa, điều này quả thực làm cho bọn họ kinh ngạc. Hơn nữa, sau khi biết được giá của thuốc bột trắng Trần Thị trên thị trường cùng với phương hướng ưu tiên cung ứng, các cấp cao đều vui mừng, sau đó đối với lề lối của dược phẩm Thiên Đường tỏ vẻ thưởng thức, vung tay lên, một đường thông thuận. Đúng như lời Ngọc Tiểu Long nói, trong hai ngày, thuốc bột trắng Trần Thị đã qua thẩm định, lấy được số lô, có thể chính thức đưa ra thị trường. Lô thuốc bột trắng Trần Thị đầu tiên xuất xưởng,
được dược phẩm thiên đường ưu tiên phân phối đến các phân viện lớn của chiến khu Chu Tước, bộ đội vĩnh viễn là đầu to nhất trong việc tiêu hao loại thuốc bột trắng này, tổn thương trong huấn luyện và tác chiến, đều cần phải dùng đến. Tề Tổng, thuốc bột trắng Trần Thị đã qua thẩm định, chúng ta đang gia tăng năng lực sản xuất, triển vọng rất tốt. Dương Quan Quan vui vẻ báo cáo công việc hôm nay với Tề Đẳng Nhàn. Rất tốt, những chuyện này tôi không nhìn chằm chằm đâu, tất cả giao cho các người đó. Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan biểu tình kỳ lạ, âm thầm chửi bới nói, anh hình như cũng chưa từng chú ý nha, vẫn là chúng ta quản những chuyện này, anh mỗi ngày đều đấu địa chủ. Tề Đẳng Nhàn tắt máy tính, sau đó liên lạc với Lý Duệ, mang theo Dương Quan Quan, gọi Hoàng Sung, sau đó đi tới đạo quán của Lý Gia Quyền. Lý Duệ hiện tại đã nắm giữ quyền quán của Lý Gia Quyền, chờ Tề Đẳng Nhàn dẫn hai người tới, lập tức sắp xếp hơn 10 đệ tử Lý Gia Quyền không tồi đến luyện cùng. Vịnh Xuân có thính kiều, Thái Cực có thính kình. Thính một chữ này, rất là thú vị, là một loại miêu tả thơ mộng. Sức mạnh chân chính. Không phải là nghe ra, mà là dựa vào sờ, dựa vào cảm giác. Dương Quan Quan, cô tiến bộ rất nhanh, hiện tại cần luyện chính là thính kình, như vậy, có thể tăng cường rất nhiều sức chiến đấu của cô trong thực chiến. Tề Đẳng Nhàn bắt đầu truyền thụ kỹ năng mới cho Dương Quan Quan, Hoàng Sung còn chưa tới bước này, chỉ có thể nhìn, trong lòng âm thầm thở dài, chỉ hy vọng mình có thể tranh giành một chút, theo kịp tiến độ. Dưới sự chỉ đạo của Tề Đẳng Nhàn, Dương Quan Quan cùng hai người tập võ dáng người điêu luyện so chiêu. Hai người này tấn công hung mãnh bá đạo, thể hiện tinh túy của Lý Gia Quyền, khiến Dương Quan Quan khổ không thể tả. Khi thân thể Dương Quan Quan va chạm với bọn họ, đều sẽ cẩn thận cảm giác, mò mẫm ra phương hướng và lực phát lực của đối phương, cùng với trọng tâm biến hóa. Chẳng qua, cô làm những động tác này, đều phải trải qua việc suy nghĩ ở trong đầu. Mà cao thủ như Tề Đẳng Nhàn, thân thể vừa chạm vào, là có thể sờ đối phương rõ ràng, không cần trải qua việc tự hỏi trong đầu, thân thể sẽ theo bản năng làm ra phản ứng tương ứng. A, quá là nghẹn tức, Dương Quan Quan thầm kêu trong lòng, hai người này đánh cô một cái, cô còn chưa khởi động, còn chưa sờ rõ ràng, nắm đấm của một người khác đã tới. Tề Đẳng Nhàn sắp xếp loại huấn luyện cường độ cao này cho Dương Quan Quan, chính là vì kích thích sự trưởng thành của cô trên phạm vi lớn. Thiên phú của cô đúng chỗ, cường độ tự nhiên càng cao càng tốt. Làm cho cô ở trong loại bầu không khí khẩn trương vô cùng này đi cảm thụ kỹ xảo thính kình, sẽ làm cho cô càng thêm thuần thục. Vài phút sau, trên bụng Dương Quan Quan bị trúng một đạp, cả người quỳ xuống đất trượt ra ngoài, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không đứng dậy được. Tiếp tục, Tề Đẳng Nhàn vung tay lên, nói với hai đệ tử Lý Gia Quyền kia. Hai người gật đầu. Hướng về phía Dương Quan Quan đang quỳ dạp trên mặt đất mà vò tới. Một người đá lên một đạp, không chút thương hương tiếc ngọc, hướng về phía cằm mà đá qua. Dương Quan Quan cắn răng một cái, giơ tay ấn lên mu bàn chân hắn, cảm nhận được sức mạnh của đối phương, trong đầu có cảm giác như dòng điện chạy qua, phúc đến thì tâm cũng sáng ra. Đứng dậy một phát. Một đạp tiếp theo của đối phương trực tiếp bị cô né tránh, hơn nữa, một đạp này không hề có dấu hiệu. Vô cùng bí mật âm hiểm. Tôi cảm thấy nó rồi. Thân thể Dương Quan Quan chủ động dựa vào một đệ tử khác, bả vai run lên, cảm nhận kinh lực cùng trọng tâm biến hóa của đối phương. Chẳng qua, 10 giây sau, sau lưng cô lại bị một đấm, hộc máu ngã xuống đất, lần này hoàn toàn không đứng dậy nổi. Tề Đẳng Nhàn nói, được rồi, buổi huấn luyện của cô đã kết thúc, Hoàng Sung, anh đi lên đi. Hắn đi lên phía trước. Đỡ Dương Quan Quan dậy, nói, việc huấn luyện sau này, so với bây giờ còn vất vả hơn, còn đau khổ hơn gấp 10 lần, cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Dương Quan Quan cắn răng nói, huấn luyện ma quỷ trong nhà tù U Đô tôi đã qua hết, còn sợ chút vất vả này sao? Bọn họ có lợi hại đến cỡ nào, cũng không thể so sánh với đồ phu, tham lang. Chờ tôi nghỉ ngơi xong đã, lát nữa mới luyện tiếp. Tôi sợ đến hăng hái. Chẳng qua, trong đầu vẫn phải suy nghĩ, không cách nào hình thành phản xạ có điều kiện theo bản năng. Tề Đẳng Nhàn hài lòng gật gật đầu, có thiên phú còn cố gắng như vậy, thật sự là có tài năng. Dương Quan Quan cũng không biết tại sao phải biến mình từ một tiểu cô nương da thịt mềm mịn, rèn luyện để thành loại mãnh nữ có thể thân kinh bách chiến.
nhưng trong lòng cô đang nghẹn một đống lửa, một luồng tức giận, cảm giác như vậy không ngừng đốc thúc cô tiến bộ. Mà Tề Đẳng Nhàn cũng rất hưởng thụ quá trình huấn luyện cô, nhìn thấy cô ấy từng bước trở nên mạnh mẽ dưới tay mình, là chuyện khiến hắn cảm thấy vui mừng. Dương Quan Quan vốn còn muốn luyện thêm hai trận nữa thì nhận được một cuộc điện thoại, không khỏi nói, luyện không được nữa rồi, ngày mai có một cuộc họp quan trọng cần phải tham gia, đến lúc đó mặt mũi mà bầm dập quá, nghe chừng sẽ không dễ nhìn. Dương Quan Quan mặt mũi bầm dập thường xuyên xuất hiện trong công ty đã trở thành một việc bình thường, tất cả mọi người thấy sẽ không kinh ngạc, chẳng qua, nếu ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, vậy chỉ sợ sẽ dẫn đến những liên tưởng không tốt. Cái gì sẽ? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Hội nghị đấu thầu thuốc, Dương Quan Quan nói, một loại dịch tiêm dinh dưỡng thần kinh ở não mới, giá cả không thấp, lợi nhuận không nhỏ. Tề Đẳng Nhàn hỏi, công ty nào nghiên cứu chế tạo ra thế? Dương Quan Quan liền nói, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Phương Bắc Hoa Quốc, hình như là một doanh nghiệp bán nhà nước, chủ tịch là Lâm Trạch Hoa. Sau đó, Dương Quan Quan giới thiệu cụ thể cho Tề Đẳng Nhàn một chút về loại thuốc mới nghiên cứu và phát triển này. Loại thuốc này trong quá trình nghiên cứu chế tạo, cũng đã được chú ý rất nhiều, độ tuyên truyền rất lớn, hiện tại nghiên cứu chế tạo thành công, các bệnh viện ở các tỉnh lớn đều đã bắt đầu lục tục sử dụng. Dược nghiệp thượng thiện nhất định sẽ đến đấu thầu, bọn họ rất nổi bật, chúng ta cần phải chuẩn bị để ứng phó. Dương Quan Quan lo lắng nói. Một hạt ngô nhỏ mà thôi, không có gì phải kiêng kỵ. Tề Đẳng Nhàn ngáp một cái, vậy cô đi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta cùng nhau tham dự. Dương Quan Quan gật đầu, đứng dậy, nhưng lúc này thân thể đã nguội xuống, vừa động đã cảm giác được nơi bị đánh đau đớn vô cùng. Tề Đẳng Nhàn nhìn bộ dáng nhe răng trợn mắt của cô, cũng đại phát từ bi chữa thương cho. Cũng không phải chưa từng nhìn qua chưa từng sờ qua, có gì mà không được tự nhiên, mà nhăn nhó. Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn thúc giục Dương Quan Quan cởi quần áo. Đây là lời mà con người sẽ nói ra sao? Dương Quan Quan không khỏi tức giận, sau đó cởi áo trên người ra. Sau lưng có một vết bầm tím lớn, bầm tím khá nghiêm trọng, trên bụng cũng có một vết bầm tím. Tề Đẳng Nhàn bôi thuốc trên tay còn giúp cô ta trà sát mạnh một phát, sau đó lại dùng phương thức kim châm đâm huyệt, dùng ám kình trấn tan máu bầm. Làn da của cô thật tốt nha. Tề Đẳng Nhàn rút kim châm ra, đưa tay sờ sau lưng cô ta. Dương Quan Quan lập tức giật mình, thoáng cái xoay người lại đây, giơ tay lên đấm một cú quét ngang về phía sống mũi của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên nắm lấy cổ tay cô, nói, yo, còn có thể đánh trả nữa sao? Dương Quan Quan mặt đỏ tới mang tai, nói tôi vừa mới theo bản năng mà ra tay, không phải cố ý, anh. Đừng có trả thù tôi. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu nói, không sai, cô xem như là đã nhập môn hẳn hoi rồi, loại phản ứng này rất tốt, gọi là có kích tất ứng. Một khi bị kích thích bên ngoài, lập tức sẽ sinh ra phản ứng, từ đó mà phản kích. Chẳng qua, cô tu hành còn chưa có đúng nơi đúng chỗ, không thể thu phát tự nhiên, không cách nào cảm thụ được đó là ác ý kích thích hay là thiện ý kích thích. Tiếp tục cố lên đi. Dương Quan Quan nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng, mỗi ngày đều cảm nhận được tiến bộ của mình, thật sự là một chuyện làm cho người ta cảm thấy vui mừng mà. Tề Đẳng Nhàn để Dương Quan Quan xoay người lại, điều này làm cho Dương Quan Quan càng thêm lúng túng. Chỉ mặc một món đồ lót đối diện với tên háo sắc này, loại áp lực này cũng không phải là lớn bình thường nha. Bụng là một trong những nơi mềm mại nhất của cơ thể con người, nơi này khi bị đánh, cô phải nhớ tới hổ báo lôi em mờ tôi đã nói với cô, gia tăng lực lượng ở trong ổ bụng, chống cự với ngoại lực. Tề Đẳng Nhàn chỉ vào bụng cô ta mà nói, mặt trên thậm chí loáng thoáng có thể thấy được một ít đường nét cơ bụng. Mặt Dương Quan Quan đã đỏ đến nỗi như chảy máu. Cắn răng nói, lúc anh chỉ điểm bụng ta, ánh mắt có thể đừng nhìn lên phía ngực được không? Tề Đẳng Nhàn tùy tiện nói, đàn ông mà, luôn không bỏ hai cái mắt kia đi được, huống chi, kích cỡ này của cô lại khả quan như vậy, muốn không nhìn cũng khó. Dương Quan Quan khó chịu nói, anh còn không cho rằng đây là sỉ nhục à, bộ dáng ngược lại còn cho rằng đó là vinh quang sao? Tề Đẳng Nhàn chỉ cười một tiếng. Sau đó nhanh chóng giúp cô ta xử lý vết thương ở bụng, để cho cô mặc quần áo vào.
Ánh mắt của hắn ngược lại nguyện ý nhìn thêm hai lần, nhưng trong lòng hắn lại rất xao động, nhìn tiếp thì quá nửa là sẽ xảy ra chuyện. Vạn nhất nửa đường lại để cho Dương Quan Quan phải kêu dừng lại, thất bại kia cũng quá lớn mà, đả kích lòng tin rất ghê gớm. Này, tối nay nếu anh không có việc gì, thì chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Dương Quan Quan bỗng nhiên chủ động đưa ra lời mời. Hiếm khi cô chủ động chân thành như vậy, tôi đành đại phát từ bi mà đồng ý vậy. Tề Đẳng Nhàn vui vẻ đồng ý. Dương Quan Quan nói, anh không cảm thấy trên người tôi có nhiều vết sẹo như vậy là rất khó nhìn sao? Tề Đẳng Nhàn nói, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp rồi. Dương Quan Quan sắc mặt tái nhợt một phát. Tề Đẳng Nhàn nói, nhưng tôi không thấy phiền nha, tôi rất thích cô nha. Tâm trạng Dương Quan Quan thoáng cái lại trèo lên đỉnh cao, mím môi nói, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thích anh, thậm chí còn chán ghét anh nữa. Tề Đẳng Nhàn cười cười, không đáp lại lời này, mà nói, cô cũng nên thoải mái mà bước ra từ trong đi, lần sau ngâm suối nước nóng đó, không cho phép được nửa đường lại chạy mất nữa đâu. Cho dù có người nói cô thế nào, cô cũng cần gì phải để ý cơ chứ. Bởi vì chuyện này mà tự ti, không khỏi quá buồn cười đi. Dương Quan Quan nói, anh cũng biết đó là bóng ma thời thơ ấu của tôi mà, làm sao có thể dễ dàng đối mặt như vậy, thậm chí còn để cho người khác nhìn thấy. Tề Đẳng Nhàn đưa tay sờ sờ đầu cô ta, sau đó đột nhiên đưa đầu cô ấn vào trong ngực mình, dán vào lồng ngực. Dương Quan Quan có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt, vô cùng có lực, mỗi một tiếng, tựa như nổi trống, thậm chí không hề yếu hơn con hổ kia. Nghe thấy không? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Hổ báo lôi âm, Dương Quan Quan đăm chiêu hỏi. Tề Đẳng Nhàn thiếu chút nữa đã chửi mẹ nó, không vui nói, tôi là muốn hỏi cô, có nghe thấy nó nói thích cô hay không, chứ không phải để cho cô nghe cái gì chó má hổ báo lôi em mờ. Dương Quan Quan à một tiếng, sắc mặt đỏ thẫm. Thật sự là một người IQ thấp, ngay cả chút tình cảm này cũng không hiểu. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, tâm tình rất sảng khoái, mình cũng có tư cách mắng người ta IQ thấp. Thật sự là khó có được nha. Dương Quan Quan suýt nữa bị những lời này Tề Đẳng Nhàn làm cho tức hộc máu, mình thế mà lại bị một thằng nam thép chửi là IQ thấp, không hiểu tình cảm. Chẳng qua, câu nói kia thật sự rất chọc người nha, làm cho cô dù không hề uống rượu cũng có một loại cảm giác say sưa, nhịn không được đưa tay ra ôm lấy thắt lưng của đối phương. Sau đó, cô thì thầm, tôi nghe thấy, đập rất mạnh mẽ. Tề Đẳng Nhàn trên mặt lộ ra một tia ý cười xấu hổ, mỉm cười nói cái đó. Cô có thể cho tôi nghe tiếng của tim cô không? Dương Quan Quan sửng sốt, sau đó phục hồi tinh thần lại, hai chân bất ngờ dùng sức đạp trên mặt đất, kinh lực tràn vào hai chân, chuyển đến hông, sau đó là hai tay. Cột sống của cô vừa động, tựa như một con rồng lớn ngẩng đầu, hai tay đang ôm eo Tề Đẳng Nhàn cũng trong nháy mắt phát lực. Đi chết đi! Dương Quan Quan trong miệng phát ra tiếng giống giận, lại thoáng cái ném Tề Đẳng Nhàn ra ngoài. Mẹ kiếp, nghịch đồ, sau gáy Tề Đẳng Nhàn và mặt đất hung hăng va chạm trong nháy mắt, có chút choáng, thốt ra bốn chữ. Tề Đẳng Nhàn bị hướng đông tình tạm thời gọi đi, thế nên, cũng chỉ có thể thả bồ câu thất hứa Dương Quan Quan. Điều đó làm Dương Quan Quan toàn thân đều không thoải mái, oán khí sôi trào, nói rõ là buổi tối cùng nhau ăn cơm, kết quả còn chưa chọn được chỗ. Đã thả bồ câu mình rồi, đến nhà hướng đông tình ăn ngon uống say. Cũng do hướng đông tình có chính sự muốn nói với Tề Đẳng Nhàn, nếu không, Tề Đẳng Nhàn cũng lười đi sang. Ăn cơm vui vẻ với thư ký Dương, còn có thể tăng cảm tình. Tập đoàn Goku tôi đã thành công thu mua rồi, sau khi anh đến Mado, thì chính là tổng phụ trách tập đoàn Goku. Hướng đông tình khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, đã nói luôn đến công việc. Hướng đông tình, chúng ta đã lâu không gặp, lần này gặp mặt cô cũng không hỏi thăm hàn huyên một chút, mà nói luôn đến chuyện công việc, có phải là quá không tôn trọng người khác không? Tề Đẳng Nhàn khó chịu nói. Hướng đông tình từ trên xuống dưới đánh giá Tề Đẳng Nhàn, nói, vậy cũng không có việc gì, tai họa lưu ngàn niên, không cần thăm hỏi. Tề Đẳng Nhàn khóe miệng giật giật, cười lạnh nói, trình độ móc mỉa mắng người của cô càng ngày càng cao đấy. Không biết có phải là mông lại ngứa ngáy hay không, còn muốn bị tôi đánh một trận nữa. Ánh mắt hướng đông tình lạnh như băng, nói, nếu anh dám nhắc tới chuyện này,
tôi quay đầu sẽ hạ kịch độc trong rượu luôn và ngay, ngược lại muốn xem nội tạng của anh có thể tiêu hóa được hay không. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha một tiếng, sau đó đi vào trong phòng luôn, chào hỏi A Phúc đang bận rộn. A Phúc nhìn thấy hắn đến, đương nhiên khá là vui vẻ, hỏi hướng Đông Tình muốn lấy bình rượu nào ra chiêu đãi. Tùy tiện lấy một bình bình thường là được rồi, những thứ ba tôi để lại, đừng có động vào. Hướng Đông Tình hung tợn trừng mắt nói. Lần trước Tề Đẳng Nhàn thừa dịp cô uống say thì nhân cơ hội lấy vài bình rượu của cô, chuyện này cô còn chưa tính sổ. Hướng Đông Tình nói, việc thu mua tập đoàn Goku lấy danh nghĩa tập đoàn Hướng Thị, còn có, phần lớn vốn của tập đoàn Hướng Thị chúng ta đã chuyển đến công ty Mỹ Quốc. Với sự giúp đỡ của Gusinski và Vinogradov, chuyện này tương đối đơn giản, không có dấu vết gì để điều tra. Chỉ cần chúng ta không nói, không ai nghĩ tới công ty Mễ Quốc và chúng ta sẽ có quan hệ gì. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, sau đó thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ cảm thấy, cô để cho tôi làm như vậy, có thật sự cần thiết hay không? Hơn nữa, loại chuyện chuyển nhượng tài sản này, cũng tồn tại một số rủi ro nhất định. Nếu sự tình thật sự bại lộ, người ta có thể chỉ vào mũi người của Hướng Đông Tình mắng chúng ta là giặc bán nước hay không? Hoặc, nghi ngờ tôi có ý định gì khác? Hướng Đông Tình nhíu nhíu mày, cô nghe xong kế hoạch của Tề Đẳng Nhàn, thu mua một công ty của Mỹ Quốc, hơn nữa còn chuyển đại bộ phận tài sản qua đó. Tề Đẳng Nhàn nói, cô không hiểu rõ tương lai chúng ta sẽ đối mặt với kẻ thù như thế nào, cho nên khó tránh khỏi sẽ lạc quan một chút. Những tên kia, dùng những loại thủ đoạn, là dùng mọi thủ đoạn. Hướng Đông Tình lắc lắc chén rượu hai cái, cũng không cảm thấy quá mức giật gân hay gì, tập đoàn lợi ích do Triệu gia cầm đầu, quả thật là quái vật khổng lồ vô cùng đáng sợ. Chẳng qua, cô không thể tưởng được những người đó có thể dùng thủ đoạn gì để phá hủy tập đoàn Hướng Thị. Ở Hoa Quốc, có đôi khi cũng không phải là do quy tắc quyết định, mà là do người quyết định. Bọn họ nói cái gì? Thì chính là cái đó, cho dù nó sai, cũng sẽ có một đống người đứng ở phía dưới ủng hộ. Cho nên, cô không cần dùng ý nghĩ trên thương trường để phỏng đoán bọn họ sẽ nhắm vào chúng ta như thế nào, bởi vì, thật sự đến lúc đó, thủ đoạn mà bọn họ sử dụng chỉ là càng thêm bạo lực. Tề Đẳng Nhàn nhìn Hướng Đông Tình, nghiêm túc nói. Hướng Đông Tình nói, phân ra một phần sang bên Mễ Quốc để gây chuyện, trì hoãn nghiêm trọng bước chân của tập đoàn Hướng Thị. Tôi cũng không phải không tin cậu, chẳng qua, vì tương lai của tập đoàn, vẫn phải làm như vậy. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu bây giờ cô với tôi mỗi người một ngả, cũng sẽ không phiền phức như vậy, có thể đặt trứng gà vào trong một cái giỏ. Hướng Đông Tình cười cười, nói, xem ra anh cam tâm tình nguyện làm con lừa. Tề Đẳng Nhàn khóe miệng co giật, cảm thấy trình độ quanh co mắng chửi người của Hướng Đông Tình càng ngày càng cao. Tôi không phải là người giết lừa, cô nếu đã giúp tôi, vậy tự nhiên tôi sẽ nhớ rõ ân tình này, huống chi, chúng ta là bạn bè. Hướng Đông Tình nói. Tôi sẽ không thu lại những lời lúc trước. Anh có thể vĩnh viễn tin tưởng tôi. Hơn nữa, những người thông minh sẽ không đặt trứng vào trong một cái giỏ. Tôi phân chia một chút, vậy cũng không sao, tối thiểu, có thể cam đoan tập đoàn Hướng Thị tồn tại tiếp. Tề Đẳng Nhàn nghe xong những lời này của Hướng Đông Tình, thật lòng cảm thấy thoải mái cùng vui vẻ. Chẳng qua, những người như Gusinski và Vinogradov cũng không đáng tin cậy. Hướng Đông Tình nhắc nhở. Tôi biết, loại người như bọn họ, trong từ điển nếu thật sự có hai chữ tín nhiệm này, cũng không có khả năng đi tới vị trí cao như vậy. Trong lòng tôi đã nắm chắc, cũng có sức mạnh và thủ đoạn để bảo trì quan hệ tốt với bọn họ. Ít nhất, tôi có thể cam đoan, trước khi tôi chân chính tới đường cùng, tôi và bọn họ sẽ không tồn tại việc trở mặt. Tề Đẳng Nhàn cười cười, loại chuyện này đương nhiên không cần Hướng Đông Tình nhắc nhở, hắn rất rõ ràng người nào có thể sinh tử tương trợ, người nào lại chỉ là lợi ích cấu kết. Chẳng qua, sản nghiệp bên Mỹ Quốc, còn cần có một người đáng tin cậy đến hỗ trợ mới được. Hướng Đông Tình mặt không chút thay đổi nói, tôi tìm không được người như vậy. Quyền quyết định giao cho anh vậy. Để cho Vân Uyển làm sẽ tốt, năng lực của cô ấy có lẽ sẽ hơi thiếu sót, nhưng cái khác không cần lo lắng. Tề Đẳng Nhàn nghĩ cũng không chút nghĩ ngợi liền đẩy Lý Vân Uyển ra.
Hướng Đông Tình nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng không phủ quyết đề nghị này của Tề Đẳng Nhàn, có lẽ, Lý Vân Huyền thật sự là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Tề Đẳng Nhàn rời khỏi nhà Đông Tình, trạng thái là uống có chút say. Lúc nãy Hướng Đông Tình kiên cường tự duy trì thanh tỉnh, làm cho Tề Đẳng Nhàn không có biện pháp nào để lại lấy được từ chỗ cô lại hai bình rượu ngon. Anh lại đi tìm Hướng Tổng uống rượu à? Lý Vân Uyển vừa nhìn liền biết Tề Đẳng Nhàn uống không ít, thản nhiên hỏi. Làm sao cô biết? Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc nói. Lý Vân Uyển nói, anh cũng chỉ có thể ở chỗ của cô ấy mới thích uống nhiều một chút, ngày thường rất hiếm thấy. Tề Đẳng Nhàn nói, xem ra cô thật sự rất hiểu tôi nha. Nhân tiện, tôi sẽ nói với cô một điều quan trọng, cô nhớ suy nghĩ về nó đấy. Lý Vân Uyển nói, anh nói đi, tôi rửa tai lắng nghe. Tề Đẳng Nhàn nói việc Đông Tình thu mua công ty ở Mỹ Quốc, hơn nữa chuẩn bị vận hành nói cho Lý Vân Uyển một chút. Lý Vân Uyển nghe xong không khỏi kinh ngạc, nói tập đoàn Hướng thì hiện tại phân tán tinh lực ra nước ngoài làm việc, hình như không phải là một lựa chọn sáng suốt nha. Tề Đẳng Nhàn nhìn nàng, nghiêm túc nói, bởi vì kẻ thù tương lai của tôi sẽ rất mạnh mẽ, mà Hướng Đông Tình muốn giúp tôi, cho nên, đây là phòng ngừa chu đáo. Chuyện này, chỉ có thể do người ta tín nhiệm nhất làm. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể là cô. Lý Vân Uyển nghe xong không khỏi cảm thấy vô cùng hài lòng, nói, được rồi, anh đừng giải thích nữa, nếu anh đã tín nhiệm tôi, vậy giao cho tôi làm đi. Cô rất rõ ràng, tập đoàn lợi ích do Triệu gia cầm đầu đáng sợ cỡ nào. Nhưng điều đó có là gì? Cô đã sớm hạ quyết tâm, muốn cùng với Tề Đẳng Nhàn đối mặt với tất cả. Mỗi sáng Tề Đẳng Nhàn đều đến địa điểm cố định là công viên Sâm Hải, đúng giờ dẫn hai đồ đệ đến luyện công. Điều khiến cho hắn cảm thấy đáng tiếc là, gần đây không nhìn thấy Triệu Hồng Nê. Triệu Hồng Nê đối với chuyện ba ván thua hai trước hạng người như Tề Đẳng Nhàn vẫn còn canh cánh trong lòng, vẫn luôn muốn Tề Đẳng Nhàn và cô ta lại đấu thêm một bàn nữa, nhưng Tề Đẳng Nhàn lại không đồng ý. Ván cờ kia là do Ngọc Tiểu Long đánh, trình đánh cờ của hắn tuy rằng khôi phục không tệ, nhưng hiện tại mà đánh cờ với Triệu Hồng Nê, đó thuần túy là tự mình tìm chết. Triệu Hồng Nê cũng không hề hoài nghi Tề Đẳng Nhàn tìm người thi hộ, gần đây quá nửa thời gian là ở nhà nghiên cứu sách dạy đánh cờ, chuẩn bị rửa sạch nhục nhã trước đó. Cô là kỳ cờ thủ chuyên nghiệp, đương nhiên cũng từng trải qua thất bại, chẳng qua, thua trong tay Tề Đẳng Nhàn, khiến cô cảm thấy có chút không thể chấp nhận. Bởi vì, theo cô, Tề Đẳng Nhàn là một người vô cùng tục tĩu, không nên có kỳ nghệ siêu phàm thoát tục như vậy. Sau khi trở về công ty, Tề Đẳng Nhàn bắt đầu xử lý công việc. Sau khi thuốc bột trắng Trần Thị được đưa vào thị trường, tất cả các lô sản xuất trong đợt đầu tiên đều được cung cấp cho chiến bộ, các lô được sản xuất sau này dù sao cũng vội vàng, rõ ràng là không đến nơi đến chốn, cần thời gian cải thiện. Hai loại thuốc khác cũng đã đưa đi thẩm định, tin chắc không bao lâu nữa sẽ lấy được số lô. Vẫn phải bảo Lý Duệ đẩy nhanh tiến độ một chút, không tiếc tiền lương tăng ca, sản xuất thêm nhiều thuốc bột trắng Trần Thị mới được. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu anh ta không có tiền, chúng ta có thể trợ giúp. Tôi sẽ thúc giục Lý Duệ một chút, trên thực tế, động tác của anh ta đã đủ nhanh rồi, hầu như ngày nào cũng chú ý trên dây chuyền sản xuất. Lý Vân Uyển nói. Chủ tịch Lý Duệ này có thể nói là tự thân vận động, rõ ràng là ông chủ lớn, nhưng mỗi ngày đều đến dây chuyền sản xuất nhìn kỹ, có thể tưởng tượng được trên dưới của dược phẩm Lý Thị bây giờ có bao nhiêu nỗ lực để tiến hành sản xuất. Sau một cuộc họp ngắn, Lý Vân Uyển rời khỏi công ty để đến dược phẩm Lý Thị. Các vị cao tầng cũng đều bận rộn, khoảng thời gian gần đây thật sự chân không chạm nổi đất, bận rộn bay lên. Chỉ có Tề Đẳng Nhàn là tương đối nhàn nhã. Mở máy tính tiếp tục làm quái vật cờ bạc. Tề Tổng, Từ Ngạo Tuyết muốn gặp anh. Dương Quan Quan bỗng nhiên xông vào phòng làm việc, thần sắc cổ quái nói. Ai, Từ Ngạo Tuyết, Tề Đẳng Nhàn không khỏi sửng sốt một chút, cau mày đứng dậy. Dương Quan Quan gật gật đầu, nói cô ấy hiện tại đang ở bên ngoài, anh có muốn gặp người ta hay không? Tề Đẳng Nhàn vốn tưởng rằng sau khi Từ Ngạo Tuyết rời khỏi Trung Hải, hẳn là sẽ không trở về nữa, không nghĩ tới, vậy mà lại trở về.
cũng không biết, trong hồ lô của cô ta lúc này đang muốn bán thuốc gì. Chẳng qua, thấy người yêu cũ, Tề Đẳng Nhàn vẫn rất vui vẻ, lúc này đã bảo Dương Quan Quan đưa cô ấy tới. Từ Ngạo Tuyết nhiều ngày đã đi mất lại xuất hiện trước mặt Tề Đẳng Nhàn, vẫn như trước kia hào quang chiếu rọi trên người, trên khuôn mặt lạnh lùng mang theo một chút cao quý. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp mặt rồi, thật đúng là làm cho tôi cảm thấy ngoài ý muốn nha. Tề Đẳng Nhàn nhìn Từ Ngạo Tuyết, thoáng kinh ngạc nói. Trên thực tế tôi cũng không nghĩ tới, tôi là tới tìm anh nói chuyện giao dịch. Từ Ngạo Tuyết thản nhiên nói. Tề Đẳng Nhàn cười cười, đi về phía trước, nói, người yêu cũ gặp mặt nhau, sao lại lạnh nhạt như vậy? Thôi nào, để tôi ôm cái xem, có phải gầy đi không? Từ Ngạo Tuyết cười lạnh nói, anh tôn trọng tôi một chút đi, hiện tại tình huống đã khác rồi, nếu anh dám đụng vào tôi dù chỉ một chút, tôi sẽ làm anh phá sản đóng cửa. Tình huống bây giờ của tập đoàn Từ Thị đã ổn định, dưới sự che chở của Triệu gia, nguy cơ của bản thân cô cũng được giải trừ, tự nhiên cũng không cần nhìn sắc mặt của tiểu nhân như Tề Đẳng Nhàn nữa. Điều này ngược lại làm cho Tề Đẳng Nhàn không khỏi thất vọng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói tôi còn tưởng rằng chúng ta vừa gặp mặt là có thể nhiệt tình như lửa, sau đó thiên lôi dẫn ra địa hỏa cơ. Từ Ngạo Tuyết nghe được thì sắc mặt tái mét, những khuất nhục mà Tề Đẳng Nhàn mang đến cho cô ta, là điều mà cô vĩnh viễn không quên. Anh muốn lấy được dịch tiêm dinh dưỡng thần kinh ở não của công nghệ sinh học phương Bắc đúng không? Tôi có thể cho anh cơ hội này, Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn đêm qua đã cùng với Hướng Đông Tình và Lý Vân Uyển thương lượng qua chuyện này, khoa học kỹ thuật sinh học phương Bắc nghiên cứu chế tạo ra loại dịch tiêm dinh dưỡng thần kinh ở não mới rất có lợi nhuận. Hơn nữa, họ thậm chí sẵn sàng chia sẻ công thức thuốc đó ra để cho phép các nhà máy dược phẩm địa phương tự sản xuất. Nếu như có thể lấy được loại dịch tiêm dinh dưỡng thần kinh ở não kiểu mới do công ty công nghệ sinh học phương Bắc Hoa Quốc nghiên cứu ra, đối với bất kỳ công ty dược phẩm nào mà nói, đều có thể nói là như có thần trợ giúp. Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngẩn người, sau đó cười nói, cô có phải nhầm lẫn hay không? Lúc trước cô nghèo túng thành cái dạng gì, thế mà bây giờ lại nói, có thể cho tôi cơ hội. Từ Ngạo Tuyết không nói gì, chỉ ngạo mạn nhìn hắn. Tề Đẳng Nhàn nghĩ đến Từ Ngạo Tuyết có Triệu gia ủng hộ, có thể nhanh chóng quật khởi cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nói không chừng, dưới sự trợ giúp của Triệu gia, cô ta đã lặng yên tiến vào trong khoa học kỹ thuật sinh học phương Bắc không chừng. Tề Đẳng Nhàn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói, điều kiện đâu, điều kiện là gì? Điều kiện rất đơn giản, tôi muốn quặng mỏ bây giờ đang ở trong tay cửa Trần Thị Nam Dương, tôi ra giá 4 tỷ, để bọn họ nhượng lại cho tôi. Từ Ngạo Tuyết giơ ngón tay lên, nghiêm túc nói. Đương nhiên, đây là giá của tôi. Nếu như anh có thể thương lượng được giá cả thấp hơn, chênh lệch ở giữa này, tất cả đều cho anh kiếm lời. Điều kiện này, như thế nào? Điều kiện này của Từ Ngạo Tuyết, có thể nói là vô cùng mê người, thậm chí, còn cho Tề Đẳng Nhàn một cơ hội làm gian thương. Tuy nhiên, Tề Đẳng Nhàn lại khinh thường cười cười, nói, con người tôi làm cái gì cũng được, nhưng sẽ không hãm hại bạn bè. Từ Ngạo Tuyết nói, vậy tùy anh, 4 tỷ. Tôi nghĩ bọn họ sẽ rất vui vẻ nhượng lại quặng mỏ này. Bởi vì, tài nguyên của mỏ này cũng đã thu về gần đủ rồi. Tề Đẳng Nhàn nghe Từ Ngạo Tuyết nói những lời này, không khỏi vui vẻ, nói, nếu thu về gần đủ rồi, vậy cô còn bỏ ra 4 tỷ để mua, có phải đầu óc bị úng nước hay không? Từ Ngạo Tuyết nói, tôi tự nhiên là có cách của tôi chỉ cần anh giúp tôi làm cầu nối, như vậy. Tôi có thể cam đoan dịch tiêm dinh dưỡng thần kinh ở não kiểu mới của khoa học kỹ thuật sinh học phương Bắc chắc chắn sẽ ở Đông Hải về tay của anh. Nếu như chỉ là một quặng mỏ đã thu về gần hết, vậy Tề Đẳng Nhàn đương nhiên không sao cả. Nhưng thân phận của Nam Dương Trần Thị là loại tồn tại vô cùng mẫn cảm, Từ Ngạo Tuyết và Triệu gia lại có thiên ti vạn lũ, vô số liên hệ, hắn cũng không muốn thúc đẩy việc này. Thật ngại quá, tôi từ chối. Tề Đẳng Nhàn nghĩ cũng không cần nghĩ, lắc đầu từ chối Từ Ngạo Tuyết luôn. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết lập tức cứng đờ, lạnh lùng nói, tôi nói thật cho anh biết, nếu như không có tôi hỗ trợ, anh tuyệt đối không lấy được dịch tiêm dinh dưỡng thần kinh ở não của khoa học kỹ thuật sinh học phương Bắc. Tề Đẳng Nhàn khóe miệng nhếch lên, nói, Ngạo Tuyết à,
cô vẫn cứ kiêu ngạo và tự tin trước sau như một vậy. Tuy nhiên, cô không cảm thấy rằng, trước mặt tôi, cô không có điều kiện và lý do để tự tin sao? Nhớ ngày đó, cô vì bảo toàn tập đoàn Từ Thị, bảo toàn chính mình, đã uyển chuyển phục vụ như thế nào trước mặt tôi? Bây giờ, chỉ không bao lâu sau, cô đã cảm thấy mình có tư cách để đến nói chuyện với tôi về điều kiện sao? Nói xong lời này, hàn quang trong mắt Tề Đẳng Nhàn lóe lên. Thật sự cho rằng có Triệu gia ủng hộ cô thì tôi không có nhược điểm gì của cô, tôi không dám làm gì cô sao? Từ Ngạo Tuyết mặt lạnh không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn không thấy bất kỳ điều gì bối rối, trấn tĩnh dị thường. Quên đi, tôi cũng không nhỏ nhen đến mức đó. Thấy Từ Ngạo Tuyết không có động tĩnh gì, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười tự giễu, ngồi xuống ghế dành cho ông chủ. Từ Ngạo Tuyết nói, làm giao dịch này với tôi anh cũng không chịu tổn thất gì, nếu dược phẩm Thiên Lai có thể lấy được dung dịch dinh dưỡng thần kinh não bộ từ khoa công nghệ sinh học phương Bắc, thì chẳng mấy chốc sẽ có thể mở rộng kinh doanh. Hơn nữa, tôi cũng không phải là không trả giá như mỏ quặng sắt Trần Thị, tôi sẽ trả 40 triệu. Giao dịch như vậy, đối với anh chỉ có lợi. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, tôi không đồng ý. Từ Ngạo Tuyết nói, vì sao? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi không muốn làm giao dịch với người có liên quan đến Triệu gia, đơn giản như vậy thôi, có được không? Từ Ngạo Tuyết ngẩn ra, cả khuôn mặt cũng trở nên u ám, cười lạnh nói, anh thật là ấu trĩ. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, nói chẳng lẽ cô thật sự cho rằng nếu không có sự giúp đỡ của cô, tôi không mượn được dung dịch dinh dưỡng thần kinh não bộ từ khoa công nghệ sinh học phương Bắc sao? Cô cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Vẻ mặt Từ Ngạo Tuyết thờ ơ, rõ ràng cảm thấy những gì Tề Đẳng Nhàn nói chỉ là lời nhảm nhí mà thôi. Dung dịch dinh dưỡng thần kinh não kiểu mới này cuối cùng sẽ rơi tới trên đầu dược phẩm Thiên Lai của chúng tôi, nếu cô không tin, chúng ta đánh cược một ván đi. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Từ Ngạo Tuyết không thèm để ý, xoay người đi về phía cửa. Mới đi được hai bước, chợt nghe Tề Đẳng Nhàn nói. Nếu tôi thua thì tôi sẽ thuyết phục Nam Dương Trần Thị bán mỏ quặng sắt của họ cho cô. Từ Ngạo Tuyết ngay lập tức dừng bước một lát, quay người lại nhìn hắn. Tề Đẳng Nhàn nói, còn nếu như cô thua thì sao? Từ Ngạo Tuyết nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy buồn nôn, sắc mặt khó coi nói, lần này tôi không có khả năng thua. Tề Đẳng Nhàn cười nói, xem ra tôi không cần phải nói gì cả. Từ Ngạo Tuyết cười gằn nói, được, vậy chúng ta sẽ đánh cược, tôi thật sự muốn nhìn xem dưới tình huống không có sự giúp đỡ của tôi, anh làm sao có thể lấy được dung dịch dinh dưỡng thần kinh não bộ từ khoa công nghệ sinh học phương Bắc. Sau khi nói xong lời này, Từ Ngạo Tuyết đi thẳng ra cửa. Dầm một tiếng, cánh cửa bị cô ta đóng sầm lại, khiến đèn chùm trong phòng bị chấn động đến rung lên. Ồ, còn tưởng người phụ nữ này đã điều chỉnh tốt tâm lý của mình. Kết quả chỉ mới kích thích một chút vẫn là dáng vẻ như vậy. Tề Đẳng Nhàn khinh thường cười cười, lười biếng đặt hai chân lên bàn. Cái tên quái vật đánh cược này cũng không phải là nói suông. Khoa công nghệ sinh học phương Bắc, dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là một nửa doanh nghiệp nhà nước. Nếu là nửa doanh nghiệp nhà nước, thế nào cũng sẽ chịu sự can thiệp của nhà nước. Nói xong câu này, Tề Đẳng Nhàn điều chỉnh tư thế ngồi. Lấy một chiếc điện thoại ra gọi một cuộc. Sau khi Từ Ngạo Tuyết bước ra khỏi dược phẩm Thiên Lai cũng gọi một cuộc điện thoại, nói công việc chưa hoàn thành, hoặc là nói, mới hoàn thành một nửa. Tôi còn đánh cược với anh ta, thật nực cười. Anh ta nói không cần sự giúp đỡ của tôi cũng có thể lấy được dung dịch dinh dưỡng thần kinh não bộ kiểu mới từ khoa công nghệ sinh học phương Bắc. Nếu anh ta không làm được, anh ta sẽ thuyết phục Trần Thị nhượng lại mỏ quặng cho tôi. Đối phương nghe xong, im lặng một lúc rồi nói, cơ hội của cô không còn nhiều, hãy nắm cho chắc. Vẻ mặt Từ Ngạo Tuyết căng thẳng, sau đó lạnh lùng nói, tôi sẽ làm tốt việc của mình, không cần bất cứ kẻ nào nhắc nhở. Cô ta cúp điện thoại, rồi thở dài một hơi. Không lâu sau, cô ta vào khách sạn và gặp Chủ tịch Lâm Trạch Hoa của Khoa Công nghệ Sinh học phương Bắc. Từ Tổng, tôi còn tưởng cô sẽ không trở lại nơi Trung Hải đau lòng này chứ. Lâm Trạch Hoa nhìn thấy Từ Ngạo Tuyết đến từ vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ lại gặp cô ta ở đây.
Lâm Tổng, dung dịch dinh dưỡng thần kinh não bộ kiểu mới được quý công ty nghiên cứu chế tạo ở bên tỉnh Đông Hải đã quyết định hợp tác với ai chưa? Từ Ngạo Tuyết cười hỏi. Lâm Trạch Hoa lắc đầu, nói còn phải dựa vào điều kiện trước, có lẽ tối nay sẽ được công bố. Thế nào, Từ Tổng muốn tham gia? Từ Ngạo Tuyết gật đầu nói, hợp tác với ai cũng được, nhưng không thể hợp tác với Dược Phẩm Thiên Lai, tôi hy vọng Lâm Tổng có thể đồng ý với yêu cầu này của tôi. Cô ta nói chính là yêu cầu chứ không phải thỉnh cầu, khiến trong lòng Lâm Trạch Hoa cảm thấy có chút khó chịu. Nếu là trước kia, có lẽ Từ Ngạo Tuyết còn có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với Tư Bản, nhưng hiện tại, cô ta dựa vào cái gì để kiêu ngạo như vậy? Nhưng nghĩ đến trước mắt Từ Ngạo Tuyết vẫn còn chỗ dựa vững chắc, cuối cùng Lâm Trạch Hoa cũng chỉ thở dài, nói, Từ Tổng yên tâm, chuyện này là do tôi làm chủ, nếu cô đã mở miệng, tôi đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội. Từ Ngạo Tuyết nói, không những không cần đưa bậc thang mà còn phải làm cho anh ta thấy thật nhục nhã. Lâm Trạch Hoa cười cười, nói, xem ra Từ Tổng và bên Trung Hải này có gút mắt rất sâu, tôi chưa bao giờ nghe Từ Tổng đưa ra yêu cầu như vậy với bất kỳ ai. Từ Ngạo Tuyết nói, ông cứ làm theo là được. Nói xong lời này, Từ Ngạo Tuyết xoay người rời đi, trong lòng cô ta thoáng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thắng được một ván nhỏ. Sau khi thắng ván này, cô ta sẽ triển khai phương thức phản kích mạnh mẽ hơn, đem sự khinh thường của Tề Đẳng Nhàn cho cô ta trả lại từng cái một. Cũng giống như lần trước trong cuộc chiến kinh doanh quy mô lớn với tập đoàn Hướng Thị, giờ phút này Từ Ngạo Tuyết dường như đã nắm được chìa khóa chiến thắng, cô ta cảm thấy mình không thể thua được. Thời gian càng gần đến giờ bắt đầu tiệc rượu. Tề Đẳng Nhàn vẫn mặc bộ tây trang lần trước Kiều Thu Mộng mua cho hắn. Hắn không thích mặc trang phục trang trọng cho lắm, cảm thấy rất trói buộc, không thoải mái. Trên phim khi những tên côn đồ mặc tây trang đánh nhau, quyền cước lưu loát phóng khoáng dĩ nhiên rất tuấn tú, nhưng trong thực chiến nếu mặc một bộ tây trang, không cẩn thận e là có thể biến chiếc quần của mình thành quần yếm. Thư ký Dương, cà vạt này thắt thế nào? Tới hỗ trợ, Tề Đẳng Nhàn kêu Dương Quan Quan giúp hắn ta đeo cà vạt. Ngốc muốn chết. Dương Quan Quan phàn nàn, nhưng vẫn chủ động đi tới giúp hắn đeo cà vạt. Lúc này, Dương Quan Quan đang mặc một chiếc váy dạ hội màu xám có thắt lưng, đường xẻ bên trái của váy được xẻ đến trên đùi, phối với đôi tất màu da và giày cao gót 7 phân màu vàng nhạt, dáng người quả thật rất tuyệt để làm. Tề Đẳng Nhàn cúi đầu tùy ý để Dương Quan Quan giúp mình thắt cà vạt, nhân cơ hội này mở rộng tầm mắt. Dương Quan Quan thắt xong cà vạt, giơ tay lên định chọc vào mắt hắn, Tề Đẳng Nhàn sợ tới mức vội vàng lùi ra phía sau. Anh suốt ngày chỉ biết làm mấy trò lừa gạt để chiếm tiện nghi, dù sao cũng là ông chủ có giá trị con người trăm triệu, có thể đừng thấp kém như vậy hay không? Dương Quan Quan tức giận mắng. Cô biết đây là trò lừa gạt nhưng sao còn bị mắc mưu nhỉ? Tề Đẳng Nhàn đắc ý Dương Dương tự đắc trả lời, né tránh tay đấm chân đá của người không chịu phục tùng này. Thấy Dương Quan Quan đánh đến tự thở hổn hển, Tề Đẳng Nhàn tiến lên, tôi dạy cho cô một chiêu chân pháp này có tên là Hoàng Cầu Đi Tiểu, tên không hay lắm nhưng lực sát thương cũng rất mạnh. Nếu có người từ phía sau đánh cô, đột nhiên đá như vậy, ngay lập tức có thể khiến cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, mất đi sức chiến đấu. Dương Quan Quan cảm thấy chân pháp thật sự khó coi, nhưng tác dụng rất thần kỳ, vừa định học theo đá một chân ra. Động tác mới làm được nửa đường, cô ta lập tức dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ cảnh giác, cười lạnh nói, tôi đang mặc váy. Tề Đẳng Nhàn ho khan nói, cô mặc váy hay không không quan trọng, chủ yếu tôi muốn nhắc nhở cô luyện võ công là việc cả đời, phải tùy thời mà học. Dương Quan Quan cười đưa tay phải về phía Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn chuẩn bị kéo cô ta. Sau đó... Dương Quan Quan đột nhiên giơ ngón tay giữa ra lùi về phía sau một chút. Lần sau khi tôi không mặc váy, nhất định sẽ dùng chiêu này đã chết anh. Dương Quan Quan nghiến răng nghiến lợi nói, cô ta phát hiện một vị mẫu cầu nhà tư bản bụng dạ khó lường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.